Sau cuộc thi tuyển 12 con giáp, các con vật được Ngọc Hoàng tập hợp để giao diện. Hồi hộp quá, không biết Ngọc Hoàng giao việc gì cho chúng ta đây. Có khi nào chúng ta được làm vệ binh bảo vệ Ngọc Hoàng không? Chúng ta có nhiều tạ vậy cơ mà. Ngọc Hoàng vạn tuế. Bình thân, để ta ban phép cho các khanh. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Nay ta phong cho các ngươi làm quan hành khiển, mỗi người đại diện từng năm để báo cáo mọi việc xảy ra trong năm. Quả là vinh hạnh cho chúng thần thưa Ngọc Hoàng. Giờ các ngươi đã có phép thuật nên phải sống ở tiên giới này để tu luyện và giúp việc cho ta. Các ngươi sẽ được ở từng nhà riêng và phù hợp với môi trường sống giống như nơi hạ giới của các ngươi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Bụt, chúng ta thành tiên rồi, thật là thích. Tôi giải thích cuối cùng cũng được phong tiên. Tôi chỉ không hiểu sao chuột lại được đứng đầu 12 con giáp. Cậu ta ăn gian kia mà. Anh chuột có chuyện tìm tôi. Anh mèo, lúc nào anh cũng tinh thông mọi sự. Trà thơm quá. Căn nhà thiền tịnh thoáng đãng. Anh mèo ở đây quả là xứng tầm với một người uyên bác, thông thái. À, anh mèo, tối mai tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng 12 con giáp chúng ta thành quan thiên đình. Bình sinh tôi cũng không thích tiệc tùng lắm. Kìa, thưa anh mèo, hay anh còn giận tôi vì tôi không gọi anh dậy lúc đi thi tuyển 12 con giáp? Anh hiểu cho tôi, vốn là loài yếu đuối, nếu không đứng đầu bảng á thì sẽ còn bị các con vật mạnh hơn ức hiếp. Ồ, chuyện cũ tôi quên rồi, chỉ là tôi còn vài cuốn sách đang đọc dở nên chưa có hứng đi tiệc tùng. Sách có thể đọc sao cũng được mà, tiệc á thì lần đầu tôi mở. Tôi muốn có đủ cả anh em để đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được Ngọc Hoàng giao. Tôi sẽ mời cả Ngọc Hoàng đến để cùng vui tiệc. Anh mèo chắc cũng phải nể Ngọc Hoàng mà đến chứ ạ. Dạ, mời quý khách vào bàn này ạ. Anh chuột thật chu đáo, để lấy lòng mọi người vì đã ăn gian trong cuộc đua đó mà. Bao nhiêu nỗ lực của tôi anh ta lấy hết, sau đó chỉ nhảy qua đầu tôi là dễ nhất rồi. Mời vào. Anh mèo, anh đã đến rồi, mời anh vào. Ngọc Hoàng giá lâm. Ngọc Hoàng vạn tuế. Miễn lễ, các khanh ngồi đi. Kính thưa Ngọc Hoàng và chư vị quan khách, để tạ ơn Ngọc Hoàng đã cho các loài vật chúng ta vinh hạnh góp sức trên thiên đình, loài chuột chúng tôi là một tiệc nhỏ để chúc mừng chư vị và cảm tạ Ngọc Hoàng. Cô ấy bị bong gân rồi, sức rượu thuốc là hết. Chắc do luyện tập quá mức đi mà. Đa tạ anh mèo đã cứu giúp kịp thời. Mèo thân pháp nhanh nhẹn, lại còn tinh thông y thuật, thật là hiếm có. Anh mèo thật là thân pháp phi phàm. Phải rồi, tôi còn không trông thấy bóng anh nhảy lên mà. Anh phải chỉ cho tôi chiều đó mới được. Phải, anh mèo nổi tiếng thông thái xưa nay, anh nên mở lớp dạy học cho mọi người đi ạ. Các con giáp nói có lý, ngươi thấy sao, mèo? Vậy xin Ngọc Hoàng cho thần được mở lớp dạy ngay trên thiên đình ạ. Chuẩn y.
tiệc mình mời mà. Giờ tự nhiên thành tiệc mừng mèo mở lớp học. Anh cọp nón vậy là sao? Ngươi đừng ra vẻ ngây thơ. Ngươi cũng đang ghen tức mèo chứ gì? Vì mèo giỏi hơn ngươi nên từ đầu ngươi đâu có gọi nó dậy đi thi 12 con giáp. Vậy chứ anh thì sao? Đường đường xưng mình là chúa tể Sơn Lâm mà cũng có ai để ý đến anh đâu. Anh cọp, anh và tôi, sao chúng ta không hợp sức lại? Hợp sức với ngươi để làm gì? Mà tại sao ta phải hợp sức với ngươi? Anh sẽ lấy lại ngôi vị người mạnh nhất, còn tôi thì sẽ không bị các con giáp khác khinh thường nữa. Nhưng bằng cách nào? Chào các bạn. Được lệnh của Ngọc Hoàng nên hôm nay ta sẽ mở lớp dạy những kỹ năng cơ bản. Trước tiên chúng ta hãy làm lễ bái sư. Chào sư phụ mèo. Anh cọp cũng đến học sao? Đương nhiên rồi, tôi cũng muốn học những điều hay từ thầy mèo. Thật là vinh hạnh cho tôi. Vậy chúng ta hãy làm lễ bái sư. Cảm nhận không khí trong lành chảy đều trong huyết quản của chúng ta. Không khí lưu thông thì thân thể thư thái nhẹ tựa lông hồng. Tâm tĩnh để cảm nhận được sự vận động của trời đất. Không chỉ thân thể mà tâm trí cũng nhẹ như mây. Con mèo này không coi thường được. Ta sẽ học hết các chiêu thức của nó, rồi trị nó cũng không muộn. Rèn luyện thính giác rất quan trọng. Bây giờ là bài tập của chúng ta. Chúng ta phải tập siêng năng hơn. Hãy bắt chước anh cọp đây. Quan coi kho hiện nay đã quá già và xin chuyển qua nơi khác làm. Các khanh có tiến cử ai thay cho ông ấy không? Bẩm Ngọc Hoàng, hiện các tiên trên trời đều đang kiêm nhiệm nhiều việc, thiên đình thiếu người lắm. Thưa Ngọc Hoàng, sao người không chọn một trong số 12 con giáp làm quan coi kho? Phải rồi, ta cũng vừa nghĩ đến việc này. Theo hai ngươi thì nên chọn ai? Mỗi con giáp đều có thế mạnh riêng. Thần thấy chuột đứng đầu 12 con giáp cũng thông minh nhanh nhẹn, có thể sắp xếp kho tốt đó ạ. Ta đang nghĩ đến mèo. Tuy là con giáp thứ tư nhưng có trí dũng song toàn. Tâu Ngọc Hoàng, có chỗ cầu kiến. Bẩm Ngọc Hoàng vạn tuế. Miễn lễ, người đến có việc gì? Dạ bẩm, họ hàng thần từ khắp nơi trong thiên hạ đến chúc mừng loài chuột được làm con giáp đứng đầu. Trong 12 loài vật nên có tặng cho thần một loài hoa quý. Thần xin phép Ngọc Hoàng cho phép được trồng ở hoa viên và mời Ngọc Hoàng ngày mai đến thưởng hoa ạ. Được, ngày mai ta sẽ tới. Bẩm Ngọc Hoàng, còn chuyện quan coi kho? Để ta xem xét thêm. Anh học lâu như vậy mà vẫn không xử lý con mèo đó được sao? Hay anh cũng như những con vật khác muốn bái mèo làm thầy thật sự? Ngươi thì biết gì. Ta phải từ từ học hết tuyệt chiêu con mèo đó, rồi sẽ dùng chiêu kỵ ông đập lưng ông, hiểu chưa? Ngày mai là khóa học kết thúc rồi, anh định thế nào? Thì sau khi nhận thưởng xong ta sẽ ra tay. Không được, không thể được. Vậy thì anh sẽ bị Ngọc Hoàng trách tội. Hơn nữa, đây là thiên đình, không phải ai cũng là con mồi cho anh dễ dàng đâu. Vậy thì phải làm sao?
Ta rất vui vì các bạn đều hoàn thành tốt bài thi vừa qua. Dù cho làm bài tốt hay chưa tốt, thì sau khóa học này, mong các bạn hãy tập luyện siêng năng và chăm chỉ đọc sách hơn nữa để ngày một tiến bộ. Dạ, thưa sư phụ. Giờ các bạn nghe gọi tên lên nhận quà tốt nghiệp của ta. Thầy tặng cho mình cái màu mới. Thầy tặng cho tôi một cái còi nè. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ xin mời thủ khoa của lớp lên nào. Mời anh Cọp. Anh Cọp đã rất xuất sắc học tất cả bài thi, mong anh sẽ càng tiến xa hơn nữa. Bẩm Ngọc Hoàng, cho phép thần được dẫn đường. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã mạn phép trồng hoa thần ở phía bắc công viên. Nghe nói là hoa thần này khi nở có thể thu hút hạt thần đến. Thật không? Hạt thần 100 năm mới bay đến thiên đình một lần. Ta cũng hiếu kỳ xem loại hoa này thế nào mà có thể khiến hạt thần xuất hiện. Thưa sư phụ, nhân ngày vui hôm nay, con có thể mời thầy tỷ thí không? Tỷ thí thế nào? Chúng ta hãy chạy thi đến hoa viên đi sư phụ. Người thắng sẽ được người thua cõng đi vòng quanh thiên đình ngắm mây. Đúng rồi. Đi sư phụ. Thưa sư phụ, con chỉ muốn thi để xem con đã học được bao nhiêu từ sư phụ thôi. Làm sao mà thắng được? Cố lên. Để tỏ lòng tôn kính, xin nhường sư phụ xuất phát trước 3 bước. Biết rồi sao? Không sao, một săn mồi sẽ càng thú vị hơn. Dám dùng ảo ảnh phân thân để đánh lừa ta sao? Nên nhớ, ta đã biết hết các ngón nghề của già ngươi. Cọp kia, cuộc tỷ thí này là giả đúng không? Ngươi muốn gì? Ta phải loại bỏ ngươi để trở thành người mạnh nhất. Thì ra ngươi học là có giả tâm. Ngươi muốn mạnh nhất thì cứ mạnh nhất ở trong rừng xanh, sao phải tiêu diệt cả khác? Không cần nói nhiều, ta muốn mình phải thắng ngươi ngày hôm nay. Ngươi chạy đâu cơ hết? Ngươi! Sen pha lê này quả thật quý giá. Nghe nói mùi hương của nó thoang thoảng bay xa tới vài ngàn dặm, nên mới thu hút được hạt thần. Ngọc Hoàng giải trí phải. Người xem, hoa đang nở kia rồi. Quả là cảnh tượng thần kỳ. Ngọc Hoàng, hạt thần. Ngươi chuẩn bị tốt lắm. Ngươi không thể leo lên cây đâu Cọp à, vì đây là chiêu thức mà ta đã không dạy. Ngươi! Không sai, ta rất quý học trò mạnh mẽ và gan dạ như ngươi. Nhưng từ đầu ta đã biết ngươi là kẻ không có đức độ, nên chừa lại chiêu này. Ngươi hãy ăn năn sửa mình mà khiêm tốn lại. Thiên hạ này, người giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn. Đừng tự cao tự đại. Ngươi bớt dạy đời ta lại đi. Ta không leo cây được, nhưng mà đốn cây thì được.
Chuyện gì? Là kẻ nào? Là anh Mèo. Anh xuống đó làm gì vậy? Mèo to gan, ngươi đã phá hỏng buổi xem qua của Ngọc Hoàng rồi. Thần xin Ngọc Hoàng tha tội. Thần không cố ý ạ. Thần đang bị... Không nhiều lời, ngươi làm gì ở đây? Thưa, thần bị cọp truy đuổi ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cây tùng ngoài bờ thành Hoa Viên vừa bị đổ ạ. Ngươi có thấy cọp ở ngoài đó không? Dạ thần, bẩm thần không thấy ai hết. Chúng thần chỉ nghe cây đổ nên đến cấp báo Ngọc Hoàng. Chúng thần chậm trễ, mong Ngọc Hoàng thứ tội. Sự việc hôm nay ta không tưởng tượng được, lại là ngươi phá rối. Bẩm Ngọc Hoàng, anh Mèo đây nói là không cố ý, nhưng sao lại có thể phá hỏng buổi thưởng hoa của Ngọc Hoàng? Hay có sự hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm hay không thì việc dọa hạt thần bay mất cũng là điểm không lành. Lỡ như mùa thu năm nay hạt thần không trở lại thì thời tiết sẽ bị xáo trộn. Bẩm Ngọc Hoàng bớt giận, việc hạt thần quay lại có thể giao cho Thái Thượng Lão Quân xử lý. Mèo, ta phạt ngươi 20 roi và đến làm giúp việc ở chỗ Thái Thượng Lão Quân. Ở cho đến khi hạt thần quay lại thì thôi. Thần xin tuân chỉ, tạ ơn Ngọc Hoàng khai ân. Vậy chuột, ngươi hãy nhận vị trí quan coi kho cho ta. Cố gắng làm cho tốt. Tạ ơn Ngọc Hoàng, họ chuột chúng thần xin cố gắng hết sức. Sư phụ, tất cả là tại cọp. Chúng con sẽ lên thưa lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Hoàng biết tội cọp. Thôi, sự thể lỡ rồi. Các con làm vậy chỉ làm Ngọc Hoàng giận thêm thôi. Ngọc Hoàng còn bao nhiêu việc phải lo. Dạ, nhưng thưa sư phụ, ta phụ việc bên Thái Thượng Lão Quân thì có sao? Các con đừng làm ầm lên, kéo mọi người lại tưởng họ nhà Mèo ta ghen tị với nhà chuột. Dạ, kho nhà trời lớn quá mình ơi. Chị, tháng này nhà mình nở mày nở mặt rồi cha ơi. Chúng ta đã làm quan to, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Gia đình vui vẻ đó. Anh cọp, anh đến chơi. Ta chỉ đến chúc mừng gia đình chuột đại nhân thôi. Ngươi đã đạt được ý nguyện rồi nha. Cảm ơn anh cọp, cũng nhờ anh nhiều. Giờ anh đã là người mạnh nhất, còn con mèo thì bị phạt rồi. Ngươi phải thấy mặt con mèo lúc đó kìa. Đúng vậy, anh cọp ăn thêm miếng bánh này. Sau này, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Ngươi không được quên ta đó. Tôi nào dám, việc gì giúp được, tôi nhất định giúp anh cọp. So với chuột, bây giờ chỉ là việc nhỏ thôi. Ngọc Hoàng bảo ta đi giữ cửa cùng Thiên Lôi, một công việc nhàm chán, mà đồ ăn thì chẳng ngon như ở đây. Anh cọp hãy cầm mấy món này về mà ăn. Mau đem đi đổ. Ngươi là mèo quan hành khiển mới nhậm chức đúng không? Dân, là tôi đây thưa ngài. Ngươi có biết đã gây ra bao rắc rối cho chúng ta không hả? Mô phỏng lại hương hoa sen pha lê và tiêm các con hạt thần để ổn định lại thói quen của chúng. Xin lỗi ngài, tất cả là do sự bất cẩn của tôi. Mau đi đổ rác và lau dọn sạch sẽ nơi này đi. Dạ. Thưa ngài, tôi thấy những cây thuốc chưa dùng hết còn rất nhiều.
ngài có thể cho tôi để làm thành cao gián không? Ngươi làm thử ta xem. Ngươi cũng có vẻ khá đó. Hãy theo ta học nấu thuốc đi. Cẩn thận, các ngươi không được để in lại bất kỳ dấu tay nào trên thủy tinh đâu đó. Cái kia nữa, khiên vác cẩn thận vào. Ngọc Hoàng vạn tuế. Miễn lễ. Ta thấy ngươi sắp xếp cũng ổn thỏa lắm, rất vừa ý ta. Sổ sách ghi chép đâu ra đó? Dạ, Ngọc Hoàng quá khen. Đồ đạc trong kho này thật ra 1000 năm mới kiểm kê một lần, nên ít ai chịu khó sắp xếp như nhà ngươi. Ta hài lòng lắm, ngươi đã không làm ta thất vọng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Con thấy cha làm mà học hỏi nghe chưa? Sau này nhà chuột chúng ta sẽ đời đời hưởng ấm no và được mọi người kính nể. Đúng vậy, bây giờ là thời của chuột. Anh cọp. Nhà ta chỉ là một hang đá lạnh lẽo, phải chi ta có ngọc lưu ly giữ ấm, có mền bốn mùa. Anh nói gì vậy? Mền bốn mùa và ngọc lưu ly là báu vật của Ngọc Hoàng, sao tôi đem cho anh được? Ngươi đừng nói dối. Không phải ngươi lợi dụng kỳ kiểm kê này để lấy trộm những thứ chưa được ghi vào sổ sao? Ngọc lưu ly thì có là gì? Thiệt là không thể nào được anh cọp à. Nhà chuột chúng tôi không hề ăn trộm bao giờ, nhất là trong kho của Ngọc Hoàng. Ngươi dám từ chối ta sao? Nên nhớ, ta đã giúp ngươi được làm quan coi kho. Anh cũng là quan hành khiển mạnh nhất trên thiên đình đó thôi, mèo giờ chỉ là sai vặt của thái thượng lão quân. Ngươi cứ chờ đó. Mùi vị thơm ngon quá, làm mình đói thiệt. Có đĩa bánh cho mèo nè. Cảm ơn. Ăn bánh này thì khát nước mất. Có ít nước trái cây ngon lắm, tặng mèo nè. Cảm ơn ạ. Thưa ngài, tôi đã quấy thuốc nhưng nó đã thành viên này. Đây là thuốc thu hút khí tài, hay có thể gọi là vận hên. Ngươi có thể dùng nó để ướt, nhưng sau mỗi đều ướt thì nó sẽ nhỏ đi cho tới khi biến mất. Ta cho ngươi viên thuốc này vì dù sao đó cũng là thành quả đầu tiên của ngươi. Ngươi có tài đó. Sư phụ, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã sai rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi đã sai khi muốn hại sư phụ của mình. Tôi tưởng sẽ trở thành người mạnh nhất, nhưng hóa ra cái tên chuột lợi dụng tôi để trở thành quan coi kho. Sao bây giờ anh mới nói ra chuyện này? Tôi biết chuột đang trộm đồ trong kho của Ngọc Hoàng. Thì ra chuột trộm đồ mà không chia cho ngươi, nên ngươi tức tối đi mét tội nó, phải không? Tôi nhưng mà tôi thật lòng hối lỗi với sư phụ. Tôi đã nghe lời con chuột xảo trá đó. Rốt cuộc sư phụ phải chịu quan mà tôi cũng chẳng được gì, chỉ có con chuột đó được hưởng lợi. Thôi, anh hiểu ra là tốt rồi. Anh có bằng lòng cùng tôi làm chứng trước Ngọc Hoàng để chỉ tội chuột không? Đây là việc lớn, chúng ta chưa có bằng chứng gì mà hai ngươi ra chỉ tội cũng chẳng ích gì đâu. Các ngươi sẽ chỉ bị trách tội thêm thôi. Vậy chúng ta phải làm sao ạ? Phải tương kế tựu kế chứ sao. Dạ, mấy hôm nay không thấy lão cọp qua nhà của mình nữa. Có phải là lão đi cáo Ngọc Hoàng rồi không?
có gì mà phải rối lên. Cọp không dám đâu. Nếu mét tội thì cọp cũng bị giả lây mà. Nhưng mà còn mấy món đồ. Đồ gì? Im nghe. Dù trời có sập xuống á, cũng không được nói gì về đồ của chúng ta hết. Bẩm đại nhân, bên ngoài tự nhiên xuất hiện những cục lửa to đang bay xuống, gây cháy khắp nơi rồi ạ. Cha ơi, mình phải làm sao bây giờ? Người đâu? Mau lấy các loại xung quanh, nắng sang dập lửa. Cấp báo đại nhân, một đám lửa đã rơi vào kho và đang cháy rất nhanh từ nóc nhà xuống. Nguy rồi, mau xếp hàng xách nước. Việc bàn coi kho, mau lên. Thái thượng lão quân, kho bị cháy rồi. Mau đổ nước trong này dập lửa. May quá, có thái thượng lão quân đến cứu giúp chúng tôi kịp thời, nên mọi thứ còn nguyên vẹn. Nếu không á, không biết chúng tôi phải ăn nói sao với Ngọc Hoàng. Mùa này hàng năm hay xuất hiện tàn lửa từ mặt trời bay tới thiên đình, mà ngọc lưu ly trong kho dễ hút lửa nên hay gây cháy. Người mới làm nên không biết việc này, do vậy ta phải tới ngay để kịp thời cứu vãn. Đa tạ thái thượng lão quân, tôi sẽ cho người đi đổ nước này quanh kho để phòng ngừa. Phải lắm, giờ ta phải đi đây. Mời người ở lại ăn bánh uống trà đã. Cảm ơn ngươi, nhưng ta còn nhiều việc lắm. Nhớ là ngọc lưu ly dễ hút lửa lắm, ngươi phải bảo vệ cẩn thận, đừng để cháy lan ra những chỗ khác đó nghe. Cha ơi, nhà mình á cũng có ngọc lưu ly. Mau đem bình nước về nhà đổ hết xung quanh nhà. Cấp báo đại nhân, nhà của ngài đang cháy. Cái gì? Mình ơi, tiêu rồi, tiêu hết rồi. Các người thấy đó, một người làm quan cả họ được nhờ, dù có chuyện gì đi nữa ta cũng giải quyết được hết. Anh chuột, nghe nhà anh bị cháy, chúng tôi đến giúp đây. Anh đã dập được lửa rồi sao? Phải, chúng tôi bị cháy nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người đã đến giúp. Phiền mọi người quá, chúng tôi sẽ tự... Chúng tôi cũng đã lỡ đến rồi, để phụ anh một tay đem đồ đạc vào cho. Đúng đó. Không cần đâu, thật mà không cần đâu. Ôi trời, đây là giải gì mà đẹp quá vậy? Toàn là giải tốt, mọi người ạ. Xem kìa, nhà anh chuột cũng sáng lên kìa. Trong nhà anh có châu báu gì sao? Làm gì có. Ngươi còn giấu giếm nữa sao? Ngọc Hoàng vạn tuế. Sao rồi? Ta nghe nói nhà Khanh bị cháy nên đến giúp đây. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Thần nhờ có nước của Thái Thượng Lão Quân nên lửa dập được rồi. Thật kỳ lạ. Chỉ nơi nào có ngọc lưu ly thì tàn lửa mới bay tới thôi. Làm thế nào mà nhà ngươi bị cháy? Là vợ thần á, nấu ăn bất cẩn. Đây là vật gì? Thần không hề biết. Ngọc Hoàng ơi, là mèo đã bỏ vô cho thần. Ngươi vẫn chưa hiểu sao tên chuột kia. Ngọc lưu ly hút lửa nên phát sáng, khi gặp nước thần vào sẽ càng sáng thêm. Đúng là cháy nhà ra mặt chuột. Khá khen cho ngươi, nhà chuột kia. Ta đã có lòng tin tưởng giao kho báu nhà trời cho ngươi cai quản, mà ngươi dám đem về làm của riêng à? Cha bóng Ngọc Hoàng, xin tha tội cho thần. Các ngươi được vinh dự đại diện các loài vật dưới trần gian để lên làm việc cho ta. Mà nay một kẻ thì tham lam, một kẻ thì cậy mạnh hiếp yếu, cấu kết với nhau để làm hại mèo vô tội. Các ngươi có biết lỗi chưa? Chúng thần biết tội, xin Ngọc Hoàng khai ân. Xin Ngọc Hoàng soi xét cho cọp, vì tuy hắn giúp chuột hại chính sư phụ mình, nhưng cũng đã hối cải và giúp mèo minh quang. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần vì lòng tham làm cho lóa mắt nên ăn trộm đồ trong kho là tội. Nhưng dù sao cũng là lần đầu phạm phải. Hơn nữa, xin niệm tình thần sắp xếp kho rất ngăn nắp,
và làm sổ sách rõ ràng. Ngươi còn dám nói trộm lụa ngũ sắc, trộm cả ngọc lưu ly để luyện đan và các vật báu khác của nhà trời. Vì ghen tị với mèo mà ngươi và cọp hại mèo. Nếu không phát hiện ra, có phải khi kho rỗng rồi ngươi mới tìm một cái cớ đổ tội cho người khác không? Ngươi đã phạm luật nhà trời, gây náo loạn khắp nơi. Ta không thể giữ ngươi ở đây nữa. Nghe ta phán đi. Cọp tuy hối lỗi, nhưng cũng đã hại chính người đã dạy dỗ mình, nên phạt vào rừng sống ẩn dật đơn độc, suy nghĩ về những việc mình đã làm. Đa tạ Ngọc Hoàng khai ân. Sự tham lam và mưu mô khiến các ngươi ích kỷ, nên sẽ bị teo nhỏ lại. Từ nay họ nhà chuột các ngươi phải xuống trần canh gác kho cho con người, cho đến khi nào các ngươi chuộc được lỗi lầm hôm nay. Chúng thần xin cố gắng, tạ ơn Ngọc Hoàng khai ân. Ta đã trách lầm mèo, thế bây giờ ngươi có muốn làm quan coi kho không? Bẩm Ngọc Hoàng, thần đang giúp việc cho Thái Thượng Lão Quân. Thần thấy công việc này cũng rất tốt, nên xin cho thần được tiếp tục làm việc ở đây. Ôi cha ơi, xin cha bớt giận đi mà. Giờ ta phải chịu tội ở đây. Tên mèo thì được yêu quý, còn tên chó thì được làm quan coi kho. Đến tên cọp còn được thoát tội, ta không can tâm. Tại sao? Tại sao vậy? Mình bình tĩnh đi. Ở trần gian, tuy mình không có cung điện hay được trọng vọng như trên thiên đình, nhưng mình được tự do. Nhà mình muốn làm gì cũng được. Con người dung kính để chúng ta để cai quản của cải cho họ khi mà. Ồ, phải rồi. Vợ ta thật là thông minh. Sao ta lại không nghĩ ra? Ngọc Hoàng ở trời xa xôi, sao có thể biết được việc ở đây? Chúng ta sẽ làm vua một cõi ở đây. Anh mèo. Chào thỏ, cậu đến đón tôi sao? Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân đã báo cho tôi biết trước, để dẫn anh đến những chỗ cần lấy thuốc rồi. Ồ, không ngờ những lá này lại chữa thương nhanh như vậy. Đúng rồi, lá này chỉ có thể trồng được trên cung trăng thôi. Ánh trăng dịu hơn mặt trời, làm chúng tốt tươi hơn. Tôi lấy đủ thuốc rồi, cảm ơn anh thỏ. Vẫn còn sớm, anh có muốn đi tham quan cung trăng một chút không? Ông Táo, ông làm gì ở đây? Cứu tôi, mau cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Là bọn chuột. Bọn chúng đang hoành hành khắp nơi, phá phách con người. Tôi ra sức ngăn cản thì chúng đuổi đánh tôi. Không có cá chép để bay lên trời, nên tôi phải theo ánh trăng để chạy lên đây. Sao lại có chuyện thế được? Chúng ta phải đi báo cho Ngọc Hoàng. Không được đâu. Ngọc Hoàng đang cùng Thái Thượng Lão Quân đi thăm phía nam sông Ngân rồi, phải qua ngày mai mới về. Thôi rồi, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, không kịp mất. Hay là tôi xuống giúp ông một chút xem thế nào. Tôi có thể làm chứng trước Ngọc Hoàng. Anh mèo ăn cái này vào để mắt tin anh hơn. Anh sẽ nhìn rõ mọi thứ dù tối thế nào đi nữa. Chúng đông quá, tôi chặn đầu kia. Mẹ xin con. Con à, Ngọc Hoàng sai chúng xuống đây làm linh vật coi kho cho con người đó. Bọn chuột bắt con người phải cúng tế đủ thứ, lại còn phá phách khắp nơi nữa, để chúng sống có ích lợi gì đâu. Chớ có gọi chuột. Hả? Phải gọi chúng là ông Tí. Chúng mà nổi điên lên thì chúng ta biết làm sao. Chạy đi, mau lên. Con vật gì mà lại có thể khiến bọn chuột khiếp vía như vậy? Bẩm Ngọc Hoàng,
Bọn chuột ỷ thế được sai đến để coi kho cho con người nên không coi ai ra gì. Nhà nào không nộp đủ thuế hoặc là quá nghèo thì bọn chúng đến cắn phá đồ đạc tan nát. Nhà giàu á thì chúng đòi ăn đến nỗi người ta phải phá sản. Thần thấy gia chủ đau bệnh mà phải nộp một lần 2 con heo quay và bao nhiêu trái cây vàng bạc nên đến nỗi chúng xin giảm bớt thì chúng tức giận đến nhà gia chủ đập bếp của thần. Xin Ngọc Hoàng soi xét. Bọn chuột này thật là quá quắt. Ta đã sai thiên binh thiên tướng lôi chúng về đây trị tội. Bẩm Ngọc Hoàng, theo thần thì khó có thể bắt hết được. Giờ đây chúng hẳn đã sinh sôi nảy nở khắp nơi rồi. Ta thật đã sai lầm khi để chúng xuống trần gian gây họa. Chúng ta phải có cách để giúp con người. Theo thần thấy thì nên sai một loài khác đến, vừa đe dọa chúng, vừa kìm hãm sự phát triển của chúng. Các ngươi thấy thì ai có thể đi? Bẩm Ngọc Hoàng, hầu như các con giáp đều đã có việc giúp con người. Thần chưa có việc gì nên xin đi à. Bẩm Ngọc Hoàng, anh rắn cũng nhanh nhẹn như bọn chuột, rất tinh quái và ngu ngô. Thần xin tiến cử anh mèo. Gà nói cũng có ý đúng. Rắn người có thể làm thay mèo ở chỗ Thái Thượng Lão Quân. Các ngươi thấy sao? Tạ ơn Ngọc Hoàng, thần nhất định sẽ cố gắng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta ban cho ngươi kích thước gấp 2 lần chuột, thêm móng sắt và chân có đệm thịt êm để di chuyển không gây tiếng động, lại thêm cơ bắp uyển chuyển, luôn lách được vào bất cứ chỗ nào để bắt chuột. Nhà ngươi hãy đưa cả học trò và dòng họ đi để công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy cảnh cáo với bọn chuột rằng không được phá phách nhiễu loạn con người nữa. Thần tuân chỉ. Các người làm sao vậy? Nhà bá hộ có chịu nộp tiền phạt không? Bẩm ngài, chúng tôi đang dạy cho nhà bá hộ một bài học. Thì một con vật ở đâu nhảy tới giải cứu cho nhà bá hộ, đánh đuổi chúng tôi. Lao, lao, lao. Con vật nào mà dám cả gan. Và bỗng ngày tôi thấy nó giống Quan Hành khiển mèo trên thiên đình. Cái gì? Tin vừa hay, đúng là Ngọc Hoàng sắp sai bọn mèo tới đây tiêu diệt chúng ta rồi. Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Im ngay. Các ngươi sợ cái gì? Bọn mèo xuống đây cũng mất hết phép thuật như chúng ta thôi. Chúng ta còn có lợi thế đông đảo và nhỏ bé. Chỉ là con mèo trắng tầm thường, sao chúng ta lại phải sợ? Đúng vậy, không sợ. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Giờ mình hạ phàm rồi, làm gì nữa sư phụ? Chúng ta phải điều tra từ nhà này. Ở lại đây thì mới có thể tìm ra hang ổ của bọn chuột. Dạ, sư phụ. Dạ, sư phụ. Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Nhìn các ngươi có vẻ vô hại và lang thang nữa. Thôi vào đây, ta cho ăn một bữa. Ta thấy ngươi rất giống con vật lần trước đến đuổi chuột cho nhà ta. Mèo. Thôi được rồi, đừng tỏ ra thân thiết đáng yêu quá như vậy. Ta phải vào bưng thuốc cho cha. Mấy chú mày cứ ăn đi. Sư phụ ơi, con nhìn thấy có một con chuột đang lén lút theo dõi chúng ta đằng kia. Các con cứ giả bộ ngủ và nằm lười cho nó ló đầu ra. Một, hai, ba. Con mèo, còn con nữa đâu? Con mèo kia đang chờ con chuột gián điệp đây. Các đại quan, tha cho em ạ. Thưa sư phụ, con vẫn còn đói. Mà trong con chuột này thật là béo tốt. Mì đến đây làm gì? Vua chuột có quà cho ta sao? Vâng. Quả là có vậy thưa ngài. Vua chuột chúng tôi sẽ được tặng các quan thiên đình mới đến một món quà làm quen. Đây là chuông vàng, xin tặng các ngài. Ngươi lo cái gì chứ? Chuông rất đẹp, đương nhiên là bọn ta nhận. Ngài thật là thông thái. Chỉ cần đeo chuông cho bọn mèo
thì chúng ta không phải sợ bọn chúng lén lút tấn công chúng ta nữa. Mọi người ơi, cả nhà ơi, mau ra cởi trói cho tôi với. Hả? Sao lại là mày? Ngươi thật là quá tệ. Chuyện đeo chuông vào cổ mèo đơn giản như vậy cũng không làm được nữa. Anh mèo, lâu rồi mới gặp lại anh. Nghe nói anh xuống chơi vài ngày. À, anh thật tốt khi kêu thuộc hạ đến tặng chuông cho chúng tôi. Nhưng thật sự là không cần đâu. Chúng tôi biết nhà anh mà. Anh mèo à, hãy thẳng thắn với nhau đi. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ và chung sống hòa bình với nhau dưới trần gian này đi. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần anh hứa sẽ tránh xa những chỗ có con người ra, không được đòi cúng tế nữa, cũng không được phá phách ăn trộm của họ nữa. Kìa anh mèo, nếu vậy thì gia đình đông đúc của chúng tôi sẽ phải làm sao? Lao động như mọi sinh vật khác. Trâu đi cày, chó giữ nhà, ngựa thồ hàng. Có làm thì mới có ăn chứ. Chúng ta đều là quan hành khiển được Ngọc Hoàng lựa chọn. Sao phải khó với nhau làm gì? Anh làm ngơ cho chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ chia phần cho anh. Anh chẳng làm gì mà cũng có ăn đó. Ta nhắc lại, con người phải làm việc rất vất vả mới có ăn. Các ngươi không được quấy phá họ nữa. Nếu không, bọn ta sẽ không cảnh cáo thế này thôi đâu. Dân dân, ngài mèo, chúng tôi rõ rồi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Vậy còn dám hối lộ tặng quà chúng ta nữa không? Dạ không, xin tha mạng. Mình ơi, mình có sao không? Không sao. Một mèo đáng ghét, chỉ dỗi ra vẻ thôi. Bẩm ngài, giờ phải làm sao? Chúng lấy hết đồ dự trữ trong kho của mình rồi. Hay chúng ta tập hợp quân đánh lại chúng? Chúng ta đông người, sao phải sợ một con mèo già và ba con mèo kia chứ? Các người nhiều lời quá. Tưởng bọn chúng xuống đây tay không bắt chúng ta sao? Chắc chắn Ngọc Hoàng đã cho chúng vũ khí gì đó. Hiện tại á, mình không nên đụng vào chúng mình à. Vợ ta nói đúng. Các ngươi hãy rút binh, tạm thời yên ắng một thời gian để quan sát chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra kế sách gì đó. Hả? Tụi mày lấy đâu ra mấy cái này? Đây là đồ của nhà ta mà bọn chuột đã lấy nè. Còn đây là đồ của nhà hàng xóm. Tụi mày đã lấy chúng về từ chỗ bọn chuột sao? Tụi mày giỏi lắm. Vậy là tụi mày đến đây để giúp con người đối phó bọn chuột có đúng không? Tụi mày kêu meo meo vậy nên gọi chúng mày là mèo nha. Được rồi, các ngươi có thể ở lại đây. Nhưng mà nếu như các ngươi phá phách hơn cả bọn chuột á, thì dù thiên lôi giáng thế, ta cũng đuổi bọn ngươi đi đó. Bây giờ ta phải đi trả đồ này cho hàng xóm. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ chúng ta. Giúp được người khác thật vui sư phụ à. Bọn chuột sẽ không dám làm gì đúng không sư phụ? Mèo, sư phụ là bọn chúng sợ khiếp vía. Sư phụ thiệt là ngầu. Các con đừng chủ quan. Bọn chuột có rất nhiều mưu mô. Chúng ta phải cảnh giác đề phòng để làm tốt nhiệm vụ Ngọc Hoàng đã giao. Dạ, dạ sư phụ. Nhưng giờ thì các con nghĩ đi. Chúng ta đã vất vả rồi. Cha ơi, đã 3 ngày nay rồi. Nếu cứ vậy á, chúng ta chết đói luôn đó. Chúng ta không thể sống chui rút như vậy được đâu. Ta biết, làm như ta không thấy vậy. Con có giỏi thì ra mà nói với bọn mèo. À,
không có bánh trái gì hết á. Đồ ăn, đồ ăn, ta phải đi tìm đồ ăn mới được. Mọi người đều rất vui khi con trả đồ cho họ mẹ à. Và con cũng đã đưa ba con mèo nhỏ qua các nhà hàng xóm để giúp họ canh chuột rồi. Nếu bọn mèo chịu qua nhà họ thì cứ để chúng qua canh bọn chuột, nhưng phải để tụi nó về nhà mình ăn cơm. Mẹ rất thích tụi nó meo meo suốt ngày. Dạ mẹ. Của cải lấy về từ hang chuột tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải tiền học đó con à. Con nên đi học lại đi. Nhưng cha đang bệnh mà mẹ, con có thể tự học được. Mẹ cứ lấy tiền đó lo thuốc thang cho cha đi. Thương con quá. Đang là công tử nhà giàu có, chỉ phải lo ăn học. Tự nhiên cha bệnh, gặp nạn chuột quanh hành, tán gia bại sản, giờ phải bỏ học, lo bán bánh ăn từng bữa như thế này. Dạ không sao đâu mẹ, con vẫn tự mình ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí mà. Làm sao đây? Cái tên mèo đó ở gần quá. Nếu ta lấy được bánh kia về á, thì chắc chắn cha sẽ tự hào về ta lắm, không còn quát nạt ta nữa. Hình như có gì rơi trong bếp thì phải. Kẻ này của bọn chuột đây mà. Nó buộc dây để lôi cái nồi xuống cho bể. Nhưng mà ta trúng kế rồi. Cứu ta, cha ơi cứu con. Thôi, mày không cần áy náy đâu. Con chuột nhỏ đó đánh lừa chúng ta để trộm bánh rồi. Con trai ta thật là anh hùng, ta rất tự hào về con. Chuột nhắc anh hùng. Tội nghiệp con tôi. Mình ơi, có khi nào con mình bị tật luôn không? Khéo lo, con là con trai ta, tương lai đứng đầu họ chuột. Tật hay không tật cũng đầy quyền lực, ai cũng nể trọng. Lâu lâu mới thấy ông khen con, sau này ông phải lo công việc và thương con nhiều hơn. Tao mới đi bán nên chưa có quen lắm. Hy vọng là hôm nay sẽ kiếm được ít gạo và gói bánh chưng. Vài ngày nữa là Tết rồi. Ta ước cho chàng thư sinh chăm chỉ này mua bán thuận lợi. Cho tôi mua bánh ếch. Dạ bánh đây. Cậu gọi con này là mèo sao? Dạ. Mèo dễ thương quá à, tôi cũng muốn nuôi. Phải đó. Coi nè, chúng ta đủ tiền ăn Tết rồi. Mẹ của ta chắc sẽ mừng lắm đây. Cậu cho tôi xin chữ đem về nhà treo. Tôi không có tiền, nhưng có cành mai và con cá để đổi đây. Dạ không sao đâu bác, cháu sẽ viết miễn phí cho bác ngay bây giờ. Cậu thiệt tốt quá. Nhưng tôi thiệt tình muốn tặng cậu cành mai. Mong Tết này cậu sẽ gặp nhiều vận may như ý. Còn con cá nhỏ này là quà cho mèo. Đây, cháu tặng bác chữ phúc này. Ông ấy đâu rồi? À, thì ra là mày thích ăn cá. Được rồi, nó là của mày. Đứng lại, người đứng lại cho ta. Không xong rồi cô Cam, bọn chuột lừa cậu đi chỗ khác để ăn cắp nửa ổ trứng của tôi rồi. Châu kia, sao ngươi dám ăn thóc đang phơi hả? Ta có bỏ đói ngươi ngày nào không mà ngươi dám bén mảng ra sân ăn thóc vậy hả? Không phải ngươi ăn thì còn ai vào đây? Tết nhất đến nơi rồi, hụt thóc hụt gạo như vậy thì làm sao mà còn đủ bán hả? Bác Trâu, cháu không đuổi kịp chúng rồi. Bác có làm sao không? Mèo.
Thiệt là đáng buồn cho dòng họ Trâu chăm chỉ của ta. Vì sợ bọn chuột dùng cái sách đánh lạc hướng ngươi nên ta ra đây để canh bọn chúng. Vậy mà lại bị con người hiểu lầm là ta ăn thóc. Mèo. Cháu xin lỗi bác vì không bắt được bọn chuột thủ phạm. Bọn chúng đã đào mương đổ thóc xuống mà lại dùng nhiều lỗ thoát khác nhau. Cháu... Mèo. Thôi, ta hiểu mà. Tết Nhất đến nơi, và nhà mèo các cháu đang dây khắp nơi, nên bọn chúng tìm cách quấy phá cả người lẫn vật. Anh mèo. Ừ? Anh rắn đến chơi, mời vào. Anh từ rừng xa xôi đến đây, chắc phải có chuyện quan trọng. Cũng không xa đây lắm. Đúng ra chúng tôi định vào rừng sống, nhưng giữa đường vợ tôi sắp sinh, nên chúng tôi đã làm tạm một cái ổ gần ao. Ồ, chị xin chúc mừng anh chị. Vâng, cũng may là mẹ tròn con vuông. Ngày mai là ngày đầy tháng lũ trứng con của tôi. Tôi mời anh và các cháu mèo đến chung vui có được không? Nhất định rồi, tôi sẽ mang quà tới. Cảm ơn anh mèo, các con giáp khác cũng sẽ tới chung vui. Cả chuột cũng đến chứ? Nhà chuột cũng nói là sẽ đến. Tôi biết hiềm khích giữa hai nhà mèo chuột, nhưng hy vọng anh sẽ không để bụng chứ. Chỉ cần nhà chuột không làm gì sai thì chúng tôi sẽ không gây khó dễ gì cả. Chúng ta có thể đi đến nhà rắn để chúc mừng không sư phụ? Có chứ, đó cũng là một trong các quan hành khiển, không thể vô phép được. Mèo, nhưng thưa sư phụ, bọn chuột đang lộng hành lắm. Lỡ như chúng ta đến đó, còn chúng sẽ thừa cơ cho quân phá làng phá xóm thì sao? Hay sư phụ cho chúng con ở nhà canh chừng đi. Hôm nay nhà chuột đã phá từ nhà gà đến nhà trâu rồi à. Con người cũng đang trách chúng ta sao lại để cho bọn chuột lộng hành đến như vậy đó. Các con cứ bình tĩnh, ta có một kế hoạch. Cảm ơn anh mèo đã đến. Anh chị rắn, chúc mừng, chúc mừng. Lại ra vẻ nữa rồi. Chào nhà chuột, cảm ơn đã đến dự với chúng tôi, xin mời vào. Ơ kìa, anh chị rắn nên làm lễ cầu an cho các cháu, trời sắp đúng ngọ rồi. Anh chuột thật chu đáo. Anh chuột, anh mèo á, nói đều đúng cả. Nhưng để tôi vào xem các cháu như thế nào đã. Từ sáng đến giờ lu bu quá. Ôi trời ơi, chồng ơi, các con biến mất hết rồi. Hả? Con ta đâu? Vậy là sao? Đi đâu vậy anh chuột? Trời ơi, con tôi. Chuyện này là sao? Ngài chuột, cứu thuộc hạ, cứu với. Chuyện này là sao? Dạ thưa bác rắn, tụi cháu biết được nhà chuột định trộm trứng của nhà bác, cho nên tụi cháu đã chặn đường hầm của chúng, đổ nước vào để bắt chúng đào hầm đến tận đây đó ạ. Tôi không hề biết chuyện này. Ngài chuột, sao lại nói vậy? Ngài đã lệnh cho chúng tôi làm mà. Thôi được, vì mèo đã cứu các con của ta nên ta sẽ tha cho nhà chuột các ngươi lần này. Dù vậy, từ nay họ nhà rắn với họ nhà chuột không bao giờ chung sống hòa bình nữa. Đứng im, không được nhúc nhích. Tụi mày chịu khó một chút để ta vẽ hình thật đẹp đón Tết. Kỷ niệm năm nay là năm đầu tiên xuống trần giúp loài người, có phải không? Mèo mèo, đến giờ ăn rồi. Chào quan hành khiển. Ông Táo. Chào ông Táo. Hôm nay 23 tháng chạp, ông phải lên chầu Ngọc Hoàng đúng không? Các vị có muốn gửi lời thăm hỏi ai không? Ta sẽ giúp. Phiền ông gửi lời thăm hỏi Thái Thượng Lão Quân giúp tôi. Ông ấy hôm trước mới đem cá đến cho tôi và cho gia chủ này một nhành mai nữa. Ông ấy luôn tốt với chúng tôi. Được thôi, tôi cũng sẽ báo các vị làm việc ở đây rất tốt, xem Ngọc Hoàng có ban thưởng gì hay không. Đa tạ ông Táo.
Mà nè, có chuyện này tôi nghe phong phanh thôi. Bọn chuột rất căm tức các vị, tôi lo bọn chúng có thể âm mưu trả thù. Tôi chưa thấy chúng có động tĩnh gì cả. Tôi phải lên chầu đây. Tạm biệt quan hành khiển. Tạm biệt. Sư phụ, chúng ta nên làm gì tiếp để đối phó với bọn chuột đây? Bây giờ chưa nên làm gì cả ngoài việc cảnh giác thôi. Không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu gì của bọn chúng. Dạ, sư phụ. Con tưởng bọn chúng đã thay đổi tính tình. Có lẽ chúng chờ chúng ta sơ hở đi trộm một mẻ lớn đó. Đuổi theo. Coi chừng bẫy. Các con yên lặng xem. Ta nghe có tiếng gì đó. Anh mèo, Tết nhất đến nơi rồi, có ít quà gửi cho anh đây. Ngươi dùng kế dụ bọn ta ra đây là muốn gì? Nói thẳng đi. Anh đừng nóng, chúng ta có thể làm bạn cùng nhau, làm chủ thế gian tươi đẹp này. Nói vậy là sao? Ngọc Hoàng lệnh cho chúng ta xuống đây giúp con người mà. Các ngươi đâu cần phải quá nhiệt tình với công việc như vậy. Mặc kệ việc của bọn ta, thì bọn ta sẽ chia chiến lợi phẩm cho. Ngọc Hoàng ở xa, không biết gì đâu. Bọn ta không thèm. Các ngươi thật xấu tính, cần phải dạy cho một bài học. Thế thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi chầu trời luôn. Lên. Ngươi còn chống cự nữa thì bọn học trò này sẽ chết. Hôm nay loài mèo sẽ chính thức bị xóa sổ. Biết chuột ngày càng ngông cuồng, nhà trời đã cho các con giáp xuống trần để hỗ trợ cho mèo nhằm thức tỉnh chuột và giúp đỡ người dân. Chúng ta tới giúp mèo đây. Ngưng tay, đình chiến. Các ngươi có chịu thua chưa? Được rồi, ta thua. Thả con trai ta ra, ta hứa không trộm cắp của con người nữa. Ta hứa. Chúng ta phải bắt tay thỏa thuận chứ. Cảm ơn các vị. Nhờ Thái Thượng Lão Quân đoán biết anh sẽ gặp nguy hiểm, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng tôi đến cứu. Quả là Thái Thượng Lão Quân thần thông quảng đại. Các vị về trời xin gửi lời cảm ơn của chúng tôi. Anh mèo không về trời sao? Chúng tôi thích con người. Giả lại sắp đến Tết rồi, phải có người canh chừng chuột cho con người chứ. Mèo cùng với các con giáp trong 12 con giáp làm đúng nhiệm vụ của mình. Từ đó, mèo trở thành bạn thân của con người và được người ưu đãi đặc biệt hơn những vật nuôi khác trong nhà. Mỗi năm đến lượt mình làm linh vật, mèo luôn thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy, khéo léo để giúp đỡ con người. Con chuột thì vẫn ghét mèo nhưng chẳng làm gì được. Một vùng đất nọ đang phải trải qua một mùa đông vô tận. Đến nỗi không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng được thấy ánh nắng mùa xuân là khi nào. Xếp chút nữa là đi tông buổi tối rồi. Này, tên lừa nhát kia, không mau đem củi vào kho mà còn đứng làm gì đó? Tôi mang củi vào ngay đây. Nhanh tay lên cho ta, đúng là một lũ chậm chạp. Thật vô dụng, toàn là củi ướt. Thưa lãnh vua, củi đã vào kho. Đây, một ổ bánh mì đủ rồi chứ? Công sức cả ngày mà chỉ được một ổ bánh mì thôi sao? Sao nào? Vậy thì trả bánh mì đây và đem đống củi ướt của ngươi về đi. Cảm ơn ông vì ổ bánh mì. Tốt,
Hôm sau mà củi còn ướt như vậy, nửa ổ ta cũng không cho. Nhớ đó. Bà đứng dậy làm gì? Không cẩn thận lại có chuyện thì cháu phải làm sao? Bà không sao. Trời sắp tối rồi. Thấy cháu về bà mừng quá. Hôm nay cháu chỉ kiếm được vậy thôi. Hôm nay bà không đói. Cháu ăn đi. Cháu sẽ nấu súp cho bà nữa. Sau đó bà kể cho cháu nghe chuyện về chiếc chìa khóa vàng nha. Nghe mãi một câu chuyện mà cháu không thấy chán sao? Dạ không. Bà của bà kể rằng trước đây vùng đất này có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân ấm áp khiến cho hoa lá đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ nắng nóng có nhiều trái ngọt. Mùa thu là mùa lá rụng và người ta thu hoạch hoa màu để làm các loại bánh, trong đó có cả bánh mì. Và mùa đông thì lạnh giá. Sau đó một tên bạo chúa vì đem lòng yêu thần mùa đông nên đã đi tìm chiếc chìa khóa vàng và ước rằng có thể chiếm hữu thần mùa đông cho riêng mình. Đúng không ạ? Cháu thuộc lòng câu chuyện rồi đó. Nhưng mà từ trước đến nay chưa một ai tìm thấy chiếc chìa khóa vàng và chiếc rương. Tất cả chỉ là lời đồn cháu à. Bà ơi, nếu chiếc rương ấy có thật thì sao? Bà sẽ ước điều gì? Bà chỉ mong cháu của bà sống hạnh phúc. Cháu thì ước bà sẽ thật mạnh khỏe. Cháu không ước giàu có như ngài lãnh chúa nữa sao? Dạ không, lãnh chúa rất xấu tính. Cháu thì không muốn xấu tính đâu. Ta đang tò mò, nếu cháu thật sự tìm thấy chiếc rương, cháu sẽ chọn điều ước nào đây? Bà yên tâm đi, cháu chẳng bao giờ may mắn như vậy đâu. Mình phải đi sâu vào rừng hơn chút nữa. Củi ở ven rừng ướt hết trơn rồi. Ai đó? Thì ra chỉ là một con sóc. Giật cả mình. Mau mau về thôi. Có ai trên đó không? Cứu tôi khỏi đây với. Ai vừa kêu cứu đó? Là tôi. Tôi đang ở dưới hồ băng gần chân cậu nè. Cứu tôi với. Đừng đùa nữa. Tôi không nhìn thấy ai dưới chân hết. Còn đùa nữa tôi bỏ về đó. Khoan, cậu nhìn lại lần nữa xem. Tôi ở ngay dưới lớp băng đây. Cậu đừng bỏ đi. Không là tôi chết mất. Ồ, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc chìa khóa kỳ lạ mà thôi. Không lẽ cậu là chiếc chìa khóa vàng trong truyền thuyết? Đúng vậy. Hãy cứu tôi. Cậu có thể có một điều ước. Không lẽ đây là mơ? Ôi, đau quá. Dù sao cũng không thể để mặc cậu ta được. Phải đập vỡ tảng băng này vậy. Không được rồi. Nếu tiếp tục, cậu có thể sẽ phải gặp nguy hiểm đó. Một chút nữa thôi, chắc không sao đâu. Cảm ơn cậu. May mà có cậu, không thì tôi chết cống mất thôi. Thật thoải mái quá. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một chiếc chìa khóa đang nói chuyện với mình thật kìa. Cậu còn đứng đó làm gì? Chạy, chạy, nhanh lên. Bám lấy chiếc xe, nhanh lên. Cậu, xe củi của tôi. Cậu bỏ lại chiếc xe đi, không được đâu. Nếu giữ chiếc xe, cậu sẽ rơi xuống hồ mất. Củi của tôi, xe của tôi mất hết rồi. Tôi xin lỗi, vì tôi mà xe củi của cậu chìm xuống hồ rồi. Nếu cậu cho tôi điều ước,
thì tôi có thể lấy xe củi trở lại, đúng không? Nhưng chúng ta có thể đến nơi nào ấm áp hơn rồi hãy nói chuyện tiếp được không? Tôi sắp chết cống rồi. Thật ấm áp. Lâu rồi tôi mới có cảm giác ấm áp này đó. Vậy thì chúng ta về thôi. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có gì ăn hết. Sao cũng được, nhưng làm ơn đi nhanh lên đi. Trời tối khu rừng còn lạnh hơn đó. Cháu của bà về rồi đúng không? Bà có lạnh không? Trời tối rồi bà ra đây đứng, lỡ bị bệnh thì cháu phải làm sao? Bà lo quá. Tại sao giờ này cháu mới về? Trong rừng có chuyện gì sao? Bìa rừng hết củi rồi bà ơi. Cháu phải vào sâu trong rừng. Nhưng cháu làm rơi xe củi xuống hồ băng rồi. Cháu không kéo nó lên được. Trời ơi, nguy hiểm quá. Cháu có bị thương ở đâu không? Cháu xin lỗi bà. Không sao là tốt rồi. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu bé tốt bụng này đã cứu tôi khỏi hồ băng lạnh giá. Vì cứu tôi nên mới làm mất xe củi. Hả? Một chiếc chìa khóa biết nói chuyện. Không lẽ đây chính là... Đúng vậy, tôi chính là chiếc chìa khóa vàng có thể mở được chiếc rương chứa điều ước. Nếu cậu bé chịu vào rừng tìm chiếc rương thần cùng tôi, thì điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật. Cháu xin lỗi bà. Cháu nghĩ cháu sẽ đi tìm rương thần và ước có một chiếc xe chở củi khác. À không, cháu sẽ ước có thật nhiều củi để bà cháu mình không phải đói khổ nữa. Nhưng hôm nay chúng ta không có gì để ăn hết. Cháu xin lỗi. Ta có thể đổi cho ngươi tất cả bánh mì mà ta có. Đổi lại, ngươi hãy giao chiếc chìa khóa vàng cho ta. Ông ở đây từ bao giờ? Đủ lâu để biết ngươi đang giữ chiếc chìa khóa vàng. Ôi, hôm nay ta cứ tưởng mất một xe củi nên đến tìm ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại mang về cho chiếc chìa khóa vàng. Có vẻ ngươi cũng không vô dụng như những tên lười nhác khác. Không, thằng bé không đổi gì cho ông hết. Ông về đi. Các ngươi nghĩ mình có thể ước một điều ước có giá trị ư? Như việc ước có một chiếc xe chở củi mới. Vậy điều ước của ông thì giá trị hơn à? Ngươi phiền phức hơn ta nghĩ đó. Việc của ngươi là phục tùng chủ nhân và biến điều ước thành sự thật, chứ không phải là hỏi những câu vớ vẩn đó. Vậy trước tiên ông phải bắt được tôi cái đã. Thả tôi ra. Nếu không muốn bị thương thì đứng yên đi. Cây kiếm này không có mắt đâu. Còn ngươi, chiếc chìa khóa vô ơn kia, nếu ngươi không bay lại đây thì ta sẽ giết chết ân nhân của ngươi đó. Ông thật độc ác. Không không, ngươi đừng hòng động đến thằng bé. Ta sẽ Bà già vô dụng như ngươi thì làm được gì chứ. Ơi bà ơi, bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà đừng bỏ cháu. Bắt được rồi. Để xem ngươi chạy đằng nào nữa. Thả tôi ra, đồ độc ác. Bà không sao đâu, nhưng cháu đừng để mất điều ước của mình nha. Người dám. Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà cố chịu thêm chút nữa, cháu sẽ đi gọi thầy thuốc. Không cần đâu. Cháu hãy cùng chìa khóa vào rừng tìm điều ước của mình đi. Ta biết mình không qua khỏi đâu. Bà ơi, bà đừng nói vậy. Bà đừng bỏ cháu một mình mà. Bà xin lỗi vì đã khiến cháu khổ sở lâu nay. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm bà của cháu. Lúc đó
Bà hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Bà ơi, bà đừng nói vậy, bà cố thêm chút nữa thôi. Cháu đi gọi thầy thuốc tới ngay đây. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt muộn của bà. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà bà ơi. Tôi xin lỗi, nhưng bà của cậu đã mất rồi. Không, bà ơi. Trả chiếc chìa khóa vàng cho ta. Ôi dạ. Mau rời khỏi đây trước khi tên lãnh chúa tỉnh dậy. Cháu sẽ đi tìm điều ước và ước bà sẽ khỏe mạnh trở lại. Hãy nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta đã đi bộ suốt đêm rồi. Tôi không cần người thân nào hết. Từ giờ chỉ còn lại một mình tôi trên đời. Mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra. Cha tôi mất trong một cơn bão tuyết. Tôi chỉ có bà. Nhưng bây giờ bà cũng không bên cạnh tôi nữa. Hãy nhìn lên bầu trời. Cậu có thấy ba ngôi sao sáng kia không? Người thân của cậu đang ở trên thiên đường và dõi theo cậu đó. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Nếu không cứu tôi, bà cậu đã không có chuyện gì. Tôi đúng là chiếc chìa khóa mang đến điệp gỡ. Cậu đừng nghĩ vậy. Người ta nói chỉ có người may mắn mới gặp được chìa khóa vàng thôi. Từ trước đến nay, rất nhiều người vì tôi mà hãm hại lẫn nhau. Tôi chẳng thấy may mắn gì cả. Chủ nhân cuối cùng của tôi cũng bị người thân hãm hại, nên mùa đông mới kéo dài mãi. Cậu kể thêm đi. Tôi rất muốn biết sao mùa đông lại kéo dài mãi mãi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về mùa đông này. Ngày xưa, vùng đất này có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có một tên bạo chúa ước mình có thể điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắn đã bị ám sát vào một đêm mùa đông. Chính vì thế, không còn ai điều khiển thời tiết, và vì thế, mùa đông kéo dài mãi mãi. Khu rừng này trước kia có rất nhiều cây cỏ muôn thú, cảnh sắc đẹp vô cùng. Tôi cũng muốn được nhìn thấy bốn mùa. Từ khi sinh ra thì tôi đã sống trong mùa đông rồi. Tôi chưa từng biết những điều khác. Vậy chúng ta hãy đi tìm điều ước thôi. Nhưng tôi có nhiều điều ước quá. Nếu gặp được Rương Thần, tôi sẽ ước điều gì đây? Lúc ấy, tự nhiên cậu sẽ biết câu trả lời thôi. Nhưng tôi tin đó là một điều ước tốt đẹp. Không ổn rồi. Có vẻ như bão tuyết sắp tới, chúng ta sẽ bị tuyết chôn vùi mất. Hôm trước tôi bị kẹt dưới phù băng cũng vì một cơn bão như vậy. Chúng ta tìm chỗ trú bão đi. Chú thỏ kia sẽ bị bão tuyết nhấn chìm mất, phải cứu cậu ta nữa. Cảm ơn cậu. Hãy đi về hướng đông. Ở đó có một gốc cây rất lớn. Một chú thỏ biết nói sao? Vì cậu ta ở gần tôi nên cậu mới hiểu được ngôn ngữ của cậu ta đấy. Nhanh chân lên, cơn bão sắp tới rồi. Hãy trốn mau vào đây đi. Hy vọng là tôi không chết công giống chính anh chị em của tôi. Tôi cũng chỉ có một mình trên đời. Người thân của tôi đều... Mùa đông cướp đi mọi thứ. Bây giờ tôi chẳng còn tìm thấy ngọn cỏ hay chiếc lá nào để ăn nữa. Chắc tôi cũng sắp chết đói thôi.
Tôi cũng ước mùa đông sớm kết thúc. À đúng rồi, tôi đang trên đường đi tìm chiếc rương thần chứa điều ước. Tôi sẽ ước mùa đông kết thúc và cậu sẽ có nhiều cỏ để ăn. Thật tuyệt vời, cậu đúng là người tốt. Nếu vậy, tôi sẽ tặng cậu thứ này. Đây là túi hạt kê mẹ tôi để lại cho anh chị em chúng tôi, dặn rằng khi thời tiết bất lạnh có thể gieo xuống đó. Tôi tặng cậu đó. Hãy gieo hạt giống khi điều ước của cậu thành sự thật. Tôi cũng muốn nhìn thấy hạt kê nảy mầm. Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ giữ kỹ. Mùa đông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cứu vùng đất này. Chúc cậu may mắn. Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn tạm những hạt kê tôi đưa nhé. Dù sao thì cậu cũng phải sống để tìm được điều ước trước đã. Cậu cũng cố gắng đợi mùa xuân tới nha. Đi qua chiếc hang này chúng ta sẽ tới nơi. Nhưng hãy cẩn thận đó, rất nhiều người đều mắc kẹt trong chiếc hang này. Phải đối mặt thôi. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy gì hết. Ánh sáng. Có khi đó là đường ra. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu? Tại sao mình lại quay về làng? À, thật kỳ diệu, mình đã về đến nhà rồi. Bà ơi, cháu cứ tưởng không còn được gặp bà nữa. Ôi, đứa cháu ngốc nghếch của ta, bà sẽ mãi mãi ở bên cháu, không đi đâu hết. Tai bà ấm quá. Con trai, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nha con. Mẹ, cha, con nhớ cha mẹ quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở đây bảo vệ cho con. Mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Cha mẹ đừng bỏ con nữa nha. Trước khi ăn, con phải đi thay đồ cho sạch sẽ cái đã. Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp đó nha. Quần áo mới? Thật sao? Đương nhiên rồi. Một cậu bé ngoan luôn xứng đáng có quần áo mới. Mình không cần đi tìm điều ước nào nữa. Điều mình mong muốn nhất đã có ở đây rồi. Thật là hạnh phúc quá. Tại sao cháu không bỏ chiếc khăn cũ kỹ trên cổ đi? Trông nó thật là nghèo nàn. Đúng rồi đó, bỏ nó đi. Mẹ mua rất nhiều khăn cho con mà. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Chiếc khăn này là món quà kỷ niệm của bà cho con. Sao mọi người lại ghét nó chứ? Cha mẹ, họ đã mất rồi cơ mà. Còn bà thì vừa bị lãnh chúa hại. Có điều gì đó lạ lắm. Cuộc sống giàu có này là của mình sao? Không, đây không phải là thật. Còn nói gì vậy? Mau tháo chiếc khăn cũ ấy ra, rồi ăn cơm thôi. Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc? Cha, mẹ, bà, cảm ơn vì đã gặp con một lần nữa. Nhưng con không thể ở đây được. Những thứ này không thuộc về con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy.
Cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Cậu có biết là mình đã hôn mê 7 ngày rồi không? Thì ra đó chỉ là ảo giác. Tôi còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Những ảo giác đó thực ra là bẫy. Nó cho ta thấy điều ta mong muốn nhất. Nhiều người đã không thể tìm thấy điều ước mà mãi bị kẹt trong cái bẫy chết người này. Tôi tưởng mình đã gặp lại bà và cha mẹ của mình, nhưng đó chỉ là ảo giác. Không sao đâu. Tin vui là cậu đã vượt qua thử thách này. Khi tìm thấy điều ước, cậu có thể ước ảo giác ấy biến thành sự thật. Vậy là chúng ta sắp đến nơi. Gần như vậy. Trước mắt chúng ta còn một thử thách nữa thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy thì đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Người đưa chiếc chìa khóa cho ta ngay từ đầu thì có phải đỡ mất công không? Tại sao ông lại ở đây? Thả cậu ấy ra. Ta nói ngươi là kẻ ngốc đâu có sai. Ngươi không đáng có được chiếc rương ấy đâu. Đồ ngu ngốc. Đừng nghe lời ông ta nói. Cậu không ngu ngốc. Thả ta ra. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì? Một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon ư? Hay gặp lại người bà đã chết? Thật là dơ dẫn và lãng phí. Thả cậu ấy ra. Ông không xứng đáng có được điều ước. Người yên tâm, thay vào đó ta sẽ ước một điều lớn lao mà những người bình thường không nghĩ ra được. Đó là một thứ quyền lực tối cao mà ta có thể điều khiển tất cả mọi người. Điều ước của ông thật độc ác. Độc ác với những người ngu ngốc như ngươi, nhưng rất hữu ích với những người tài trí như ta. Ông sẽ không có được điều mình muốn đâu. Tới mức này mà các ngươi còn to giọng à? Ta còn định mở được rương sẽ nhân từ mà quay lại cứu ngươi. Nhưng giờ thì ta đổi ý rồi. Đừng để ông ta mở rương. Tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Đừng nhiều lời. Ngươi mau mà dẫn đường tìm rương cho ta. Không thì ta chôn cả ngươi và thằng nhóc đó. Đau quá, chân tôi. Mình lại làm mọi người thất vọng rồi. Thật là vô tích sự mà. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha. Đừng để ông ta mở rương. Tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Mình phải có được điều ước. Mình phải cứu vùng đất này khỏi mùa đông. Mình không được bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều hy vọng ở mình. Cậu bé tốt bụng ơi, chúng tôi sẽ giúp cậu leo lên khỏi hố. Hả? Ai đó? Chúng tôi là lớp tuyết nằm dưới chân cậu đây. Sự kiên trì của cậu làm chúng tôi nể phục. Vậy thì hãy giúp tôi đi. Tôi cần tìm lại chìa khóa vàng. Ủa, tại sao cậu vẫn ở đây? Tên lãnh chúa đâu? Chúc mừng cậu. Cậu đã vượt qua thử thách cuối cùng. Tất cả chỉ là ảo ảnh của chiếc rương mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh sao? Hãy nhìn về phía trước. Chiếc rương thật. Cuối cùng mình đã làm được. Cuối cùng mình đã tìm thấy chiếc rương thật rồi. Bà ơi, cháu đã làm được rồi. Hãy đi tìm điều ước của cậu đi. Hả? Phải làm sao đây? Tôi có quá nhiều điều ước. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì?
Một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon thứ. Hay gặp lại người bà đã chết. Ôi, thật là dơ dẫn và lãng phí. Đây là túi hạt kê mẹ tôi để lại cho anh chị em chúng tôi, dặn rằng khi thời tiết bất lạnh có thể gieo xuống đất. Tôi tặng cậu đó. Hãy gieo hạt giống khi điều ước của cậu thành sự thật. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt bụng của bà. Tôi ước rằng mùa đông hãy đi qua, bốn mùa hãy luân phiên trở lại, mang đến cho con người một cuộc sống tươi đẹp. Cậu đã làm được rồi, giỏi lắm chàng trai. Hoa. Bà ơi, cháu làm được rồi. Mùa đông đã đi qua, chúng ta bắt đầu mùa xuân rồi. Cháu xin lỗi vì không thể gặp lại bà, nhưng cháu biết bà luôn ủng hộ cháu. Và kể từ đó, vùng đất này thoát khỏi mùa đông lạnh giá. Chính tấm lòng của cậu bé đã giúp dân làng thoát khỏi đói nghèo, một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, chẳng ai còn phụ thuộc vào lãnh chúa nữa. Ngày xưa, ở dưới lòng sông nọ, có một cậu chép còi. Từ nhỏ sinh ra hay ốm đau, lại thêm vây to vây nhỏ nên bơi lội khó khăn. Cậu đã lớn, nhưng trông nhỏ tí teo so với các bạn cùng trang lứa nên thường xuyên bị bắt nạt. Trong khi đó, chàng chép đô lại dạng dở hơn hẳn. Anh chép đô tài giỏi quá. Lại còn đẹp trai, hào hoa nhất nhì lần này. Không, phải là nhất vùng nước này, không ai sánh bằng chứ. Lượm bóng lên coi. Dạ, dạ đây cả. Đại ca bước dựng, coi ai kìa. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thất bại là mẹ thành công. Có trò vui rồi. Ôi da. Ê, thất của tôi. Đồ chắc rồi, có giỏi thì bơi lên đây nè. Gọi mình là cá mà không thể bơi, thật xấu hổ cho dòng họ chép nhà ba. Ê, chép đô, sao thích ăn hiếp chép còi vậy? Nhìn thấy mà tức luôn đó. Tên nào? Là kẻ nào hả? Tưởng ai? Quá ra là tôm tích tí tẹo. Nè, nhà ngươi vừa phan vào ta một cú đao đó nha. Đánh lén thì chắc là anh hùng ha. Bọn ngươi cậy đông bắt nạt kẻ yếu. Thôi bạn tôm ơi, đừng chọc vào chúng nó. Chúng ta không đấu lại đâu. Một con chép còi và một con tôm tích tí teo thì làm được gì chứ?
Coi kìa, coi kìa. Ủa, sợ quá tụi bay ơi. Thôi mau chạy thôi. Tại sao cậu không đánh lại bọn chúng? Cậu cứ tỏ ra yếu đuối thì tụi nó được nước ăn hiếp hoài luôn đó. Mạnh mẽ lên. Cảm ơn cậu lại cứu tôi. Nhưng mà tôi quen rồi, tôi không thể nào làm được gì ra hồn cả. Chỉ tại tôi ốm yếu, vậy lại bị tật, không thể bơi bình thường như những con cá khác được. Thế thì có sao? Không bơi bình thường thì ta tập bơi bất thường. Miễn sao ta có thể bơi như mọi loài dưới nước. Nếu ai mà cũng bơi giống nhau thì ai mà nhận ra chúng ta được. Cậu thật là lạ lùng. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, sức khỏe là vàng. Chà, cậu giỏi thật, còn biết đọc sách nữa cơ. Tôi học lớn của cá trạch ở trong làng đó. Chữ nghĩa khó thế cậu còn học được, chẳng lẽ học bơi mà cậu lại không làm được? Cậu cứ kiên trì, chắc chắn sẽ đạt được kỳ tích. Xem tôi đây này. Tôi cũng là loài còi cọc trong họ hàng nhà tôm, nhưng tôi có cách bơi của riêng mình. Cậu coi nè. Lúc nãy cậu nhìn thấy chiêu này rồi, gọi là đại bác bắn sao. Còn nữa nha. Đây gọi là lùi một bước, tiến ba bước. Còn đây gọi là múa lụa. Cậu đúng là tài tình. Tôi chẳng làm được gì hết. Được chứ sao không? Chúng ta cùng thử nào. Tôi mới chế ra một thứ để tập bơi nhanh hơn, nhưng mà chưa thử. Nghe nè, cái quạt này á sẽ thay cho vây nhỏ của tôi. Tôi sẽ quạt nó để điều chỉnh hướng bơi cho đỡ bị nghiêng. Vậy thì cậu thử đi. Nè, bên vây này mạnh hơn thì cậu quạt nhẹ, bên kia quạt mạnh hơn chút đi. Chúng ta bơi thi đến kia đi. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Tâm tích, tâm tích, tâm tích, tâm tích. Cứu, chết rồi ơi, cứu. Cảm ơn cậu. Suýt nữa thì cậu hãy cố gắng lên. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Hả? Tôi rồi chép ơi. Mình bơi được rồi. Mình bơi được rồi. Cái con tôm tích lắm chuyện. Dẹp tụi nó đi. Nhắc đến thiệt là bực mình. Mất hứng à. Đại ca đừng giận. Thế nào cũng có cơ hội để trả đũa chúng.
con đây rồi. Dạ, cha đang tìm con ạ. Đúng vậy, cha vừa được tin năm nay hạn hán rất nặng, hiện đã lan đến gần làng chúng ta rồi. Con mau đi báo cho mọi người di tản đến vùng nước sâu, nếu không sẽ bị mắc cạn hết đó. Sao chúng ta lúc nào cũng là người đi báo tin cho cả làng vậy bác? Các con đừng nhỏ nhen như vậy. Dòng họ chép chúng ta vốn thích nghi được nhiều loại môi trường khác nhau, kiếm ăn ở xa hơn mọi người, nên chúng ta lãnh nhiệm vụ báo tin. Đó vừa là tình làng nghĩa xóm, vừa là cộng sinh cùng có lợi. Chúng ta đâu thể chỉ sống mà chỉ biết có loài chép của mình. Thôi, tụi con mau đi báo tin đi. Cha phải đến vùng thượng nguồn để thăm dò tình hình. Tụi mày thấy chưa? Dòng họ chép chúng ta thật quan trọng đó. Vậy mà có những đứa chẳng xứng đáng với dòng họ chép chúng ta. Phải rồi, như thằng chép còi ấy. Đúng vậy, những thằng như chép còi không nên tồn tại trong dòng họ ta. Ý của đại ca là... Thưa mẹ, con mới về. Con trai đã về đó à? Hôm nay có vẻ vui mừng dữ ta. Mẹ, con bơi nè. Con tụi này bơi khác quá. Con đã tập bơi cả chiều nay với tâm tích đó mẹ à. Con chưa thể bơi thẳng, nhưng mà con không bị ngã nữa mẹ ơi. Con tụi giỏi quá. Con biết không, mỗi sinh vật được tạo ra trong trời đất này đều có mục đích. Sẽ đến lúc con nhận ra sứ mệnh của mình. Bạch Long Tổng Quản, bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khanh miễn lễ. Nghe tin Khanh từ xa hỏa tốc về đây, chắc là cái chuyện gấp cần bẩm báo. Thưa Ngọc Hoàng, đúng như vậy. Chúng thần từ khi được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ làm mưa tứ phương, không dám chậm trễ. Chỉ là gần đây, trong chuyến làm mưa vùng Đông Đông Bắc đã quá già, đến tuổi nghỉ hưu rồi, không thể làm mưa được nữa. Gần đây, nhiều rồng được phái đi nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên thiếu rồng làm mưa cũng phải. Có lẽ ta nên mở một cuộc thi tuyển rồng. Ngọc Hoàng thật anh minh à. Vậy hình thức thi tuyển thế nào ? Ta định thế này, ngươi hãy đi thông báo như sau. Chép còi ơi, chép còi ơi, cậu có sao không? Sao lại vội vàng vậy? Cậu đúng là không chịu ra ngoài nhiều gì cả. Người ta đã thông báo đến khắp các vùng sông hồ đáy biển rồi kìa. Cơ hội rạng danh gia tộc của chúng ta đã đến. Vậy là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Cậu nghĩ chúng ta có thể tham gia hả? Mà sao chúng ta có thể thở được trên thiên đình? Cậu không biết sao? Ngọc Hoàng đã làm phép. Khi thủy tộc lên thiên đình vẫn có thể bơi và thở như ở dưới nước vậy. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Đây chính là cơ hội cho tôi thử sức. Vậy nếu chúng ta thi rớt và không thể trở thành rồng thì sao? Thì các ngươi sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ chứ sao? Mà trước giờ tụi nó cũng là nỗi xấu hổ của dòng họ rồi còn gì. Bộ dạng như thế kia mà cũng đòi đi thi tuyển rồng. Phải như chúng ta đi nè. Cứ cho bọn chúng đi để mở rộng tầm mắt.
Đại ca có báo cho tụi nó biết về vụ hạn hán chưa? Ý, lỡ cha của đại ca quở mắng thì sao? Không phải chúng ta phải đưa tin cho mọi người ở khúc sông này cùng biết sao? Mi thì biết gì? Cái con chép còi ốm yếu đó chỉ làm xấu hổ cho loài chép chúng ta thôi. Nếu nó mắc cạn mà chết đi thì cũng là chuyện sớm muộn, hơi đâu mà quan tâm. Chép còi, chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu một trong hai ta có thể quá rồng thì thật là hay. Bọn chúng sẽ không dám nói gì nữa. Bọn chép đô nói đúng, tôi không có cơ hội nào đâu. Nhưng mà tôi cổ vũ cậu, cậu hãy đi đi. Thôi vậy, nếu cậu đã không muốn đi, cậu cố lên nha. Đem một ít này theo ăn dọc được. Mai mốt thành rồng rồi, đừng có quên tôi đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm biệt cậu. Tạm biệt Tôm Tích. Thượng lộ bình an. Mẹ ơi, con đã bó rau cho mẹ xong rồi nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, để sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ăn chút đông biển nghiền duyển này đi. Mẹ thấy mệt quá. Chắc là hôm nay mẹ không thể đi bán được rồi. Vậy hôm nay để con đi bán thay mẹ. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ qua nhờ bác cá linh hàng sớm coi chừng mẹ. Ôi con tôi, con không cần phải vậy đâu. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm được mà. Hỡi các loài sinh vật dưới nước, ta là Bạch Long tổng quản, coi sóc và phân bổ việc làm mưa của các dòng trên thiên đình. Nãy Ngọc Hoàng gia ân cho tất cả các loài thủy tộc đều có thể lên thiên đình thi tuyển thành rồng. Các ngươi nghe đây, đây gọi là Vũ Long Môn có từ thời khai thiên lập địa, như bậc thang nối liền trời biển. Bất cứ sinh vật dưới nước nào nhảy qua được ba tầng Vũ Long Môn này sẽ lập tức thành rồng. Vậy sao? Quá đơn giản. Đi bắt đầu. Thưa ngài đồng tổng quản, nếu vượt qua cửa mà rớt xuống thì sao ạ? Thì các người rớt xuống vực biển chứ sao? Vậy là chết đấy ạ. Các người vượt qua được một cửa là đã có sự thay đổi rồi. Rớt xuống vực đâu phải chuyện gì lớn lao. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Con đã về rồi đó à? Con mệt không con? Con không sao đâu mẹ. Con bán hết đông biển rồi nè. Con cũng đi giao đồ cho mẹ hết rồi. Bác cái Linh đâu mẹ? Rồi mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ có mệt lắm không mẹ? Tội nghiệp con tôi. Mẹ thấy đỡ rồi. Bác cái Linh vừa về đó con à. Mẹ như vậy không thể đi nổi đâu con à. Hay là con đi trước đi. Khi nào có mưa, nước sông dâng lên thì con lại về. Không, làm sao con đi một mình mà để mẹ lại đây được. Con đừng lo, mọi người đang thi tuyển rồng. Khi có rồng thì lập tức sẽ có mưa, mẹ sẽ khỏe lại ngay mà. Mẹ con ta sẽ lại đoàn tụ. Con sẽ đi thi tuyển đâu? Con sẽ đi thi tuyển đâu? Hả?
con đã quyết định rồi. Tập Tích nói đúng mẹ à, phải thử cố gắng một lần, biết đâu con có thể cứu mẹ và mọi người. Không thể cứ khoanh tay chờ chết mãi được. Nhưng lỡ cuộc thi nguy hiểm thì sao? Lỡ con có chuyện gì mẹ? Con đã trốn tránh sợ hãi mấy lâu nay rồi, bây giờ con phải mạnh mẽ. Vì mẹ và vì con nữa, con phải chiến thắng bản thân mình. Mẹ hiểu rồi, mẹ không cản con. Dạ, thưa mẹ con đi. Con đi. Mình có liều quá không? Lỡ như mình tới đó không kịp thì sao? Không, ta không thể nản lòng. Vì cứu mẹ, ta phải cố lên. Không gì có thể cản bước vây ta bơi tới. Trời, cứu tôi với! Có ai? Cứu, cứu tôi với! Ông rùa, ông có sao không? Cháu là chép còi, cháu có thể giúp ông thế nào đây? Cái lưới bị vướng vào đá rồi quấn chặt thân ta. Cháu xem. Ông ơi, cháu có ý này. Bây giờ á, cháu sẽ gỡ lưới ra khỏi tảng đá. Ông có thể bơi lên trên được không? Chúng ta có thể lợi dụng dòng chảy để cháu gỡ lưới cho ông. Cảm ơn cháu chép còi. Cháu thật có lòng tốt và cũng khá thông minh đó. Dạ, cháu chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà. Ông thấy sao rồi? Ta thấy tốt lắm. Vậy cháu phải đi đây. Cháu chào ông. Khoan đã, cháu đi đâu mà vội thế? Hãy ghé nhà ta ăn bữa cơm cảm ơn đã. Đại ca chép đô ơi, em thấy nguy hiểm quá, hay là thôi chúng ta bỏ cuộc? Bỏ cuộc là bỏ cuộc làm sao? Nhưng mà lỡ rớt xuống vực thì sao hả đại ca? Này cá hồi, huynh làm gì mà phấn khích vậy? Đương nhiên là ta phải phấn khích rồi. Ta đã thi 4 lần, giờ đã có kinh nghiệm, ta nghĩ ta sẽ có cách vượt qua. Hả? Thi 4 lần? Không phải là nhảy không qua sẽ rớt xuống vực sao? Đúng là nhảy không xong thì bị rơi xuống vực. Thì ta tự vực bơi lên, quay lại đây thi tiếp. Ồ, sao huynh lì vậy? Rớt 1 lần là xấu hổ chết đi được rồi. Dòng họ cá hồi ta truyền thống bơi ngược dòng từ mấy trăm năm nay. Ý chí của chúng ta là vô cùng bền bỉ. Nếu chỉ vì thất bại nhỏ vậy mà bỏ cuộc mới là mang tiếng xấu hổ cho gia tộc ta đó. Thật là có chí khí. Xem ai kia, chẳng phải là Tôm Tích tí teo sao? Chính là Tôm Tích đây, thì sao nào? Hãy xem Tôm Tích ghê gớm làm gì được nè. Hãy xem cả đám cá ông cá trình còn chưa ăn ai. Đồ nhãi nhép nhà mi thì làm được gì?
Hẳn là nó phải bám lên từng cái bong bóng nước. Ta không thèm hơn thua với bọn ngươi. Tôm bé xíu mà có thể bơi qua được hai lực cổng. Chúng ta cũng có thể làm được mà. Thế cứ mãi một quý thần. Thật tiếc là chú Tôm. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy rồng chứ. Ta hiểu rồi. Cháu muốn tham gia thi tuyển rồng để cứu mẹ, nhưng cháu vẫn còn tự ti sợ hãi chứ gì. Cháu phải hiểu Vũ Long Môn thực chất là thử thách về tinh thần. Người đời có cầu biển sâu thăm thẳm, trời cao vời vợi. Không khí đi qua Vũ Long Môn biên qua cuốn xoáy không thể lường được, có khi như sóng triều dâng, có khi như phong ba cuồn cuộn. Ông nói hay quá, ông nói thêm cho cháu nghe nữa được không ạ? Nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh nữa lên. Cháu tạm ổn rồi đây. Cháu vẫn còn sợ lắm ông à. Cháu muốn tập tiếp. Đây, ta tặng cháu. Đại ca không thấy cái máy hiên chìa ra hay sao mà còn tống đầu vào đó? Im đi! Các người đi theo không giúp được gì mà còn làm vướng ta nữa. Đại ca vào nghỉ đi rồi về. Coi đến đây làm gì? Đến xem ta thành rồng hả? Tôi đến để thi tuyển rồng. Mọi người có nghe nó nói chưa? Còn cá tí teo này cũng là thi tuyển rồng đó kìa. Vậy là ngươi chưa nghe chuyện Tôm Tích rồi. Hả? Tôm Tích thế nào? Đương nhiên là rớt thẳng xuống vực. Và đúng vậy, ta đã rớt xuống vực và quay trở lại đây. Chép coi, cậu đã đến. Tráng sĩ là ai? Chép coi, tôi là Tôm Tích đây mà. Tôm Tích. Tôm Tích
đã rơi xuống vực rồi kia mà. Đúng là ta đã rớt xuống vực ở lượt cửa thứ hai. Nhưng khi rớt xuống thì ta biến đổi ra thế này đây. Chúc mừng. Khi ngươi vượt qua từng cửa thì sẽ biến đổi. Nhưng thường thì qua cửa thứ hai, các bộ phận của rồng sẽ hiện rõ ra. Từ nay ngươi là loài mới, tôm hùm bông. Cậu thấy chưa chép còi? Giờ tôi còn to khỏe hơn cả chép đô. Ta không thể thu con tôm tít như nhà ngươi được. Xem ta đây. Đại ca từ từ đã. Quỳnh mới nhảy xong bị u đầu mà. Thì ra mẹ cậu bệnh nên cậu mới muốn thành rồng. À, cái gối mà cậu kể, cậu rùa đã cho đâu? Liệu như vậy có phải là gian lận không? Cậu có muốn cứu mẹ không? Hay cậu trông chờ chép đô sẽ hóa rồng? Bỏ cuộc đi, người sẽ không bao giờ có thể làm được đâu. Tôi sanh này là một ngọc trai thần kỳ. Có nó, sức mạnh của cháu sẽ tăng lên. Cội. Không lẽ một ngọc trai hết tác dụng rồi sao? Nhưng ta chỉ còn một lần cổng. Mẹ, mẹ ta đang đợi ở nhà. Cội. Con là rồng vàng chép còi, xin ra mắt Ngọc Hoàng Thượng Đế và Bạch Long Tổng Quản. Cậu giỏi quá chép còi ơi, cậu giỏi quá chép còi ơi. Mặt mòm bị cứu hạn hán. Tuân mệnh. Buông tâu Ngọc Hoàng, thần có việc muốn trình báo. Người nói đi. Bẩm Ngọc Hoàng, trong việc thi vượt Vũ Long Môn thành rồng của chép còi có gian lận. Gian lận? Gian lận thế nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tận mắt bạn của thần thấy tôm tích tôm hùm bông đổ bột từ một túi lên người chép còi trước khi hắn thi ạ. Tôm hùm bông đâu? Những lời tên cá chép này nói có thật không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đó là bột ngọc trai của cụ rùa cho chép còi ạ. Dạ ngươi nói xem nó có tác dụng gì? Bột ngọc trai đó giúp tăng sức mạnh. Nhà ngươi còn dám nhận mình là rồng cao quý sao? Xin Ngọc Hoàng hãy trừng trị hắn đi ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tự biết mình đã gian lận khi dùng bột ngọc trai tăng lực để chiến thắng.
nhưng cũng vì thần quá nôn nóng muốn chữa hạn hán cứu mẹ thần, nay đã toại nguyện. Thần đưa mẹ thần lên thiên đình để cảm tạ Ngọc Hoàng và xin thỉnh tội ạ. Dạ, xin Ngọc Hoàng thứ lỗi cho đứa con thơ dại của tôi. Nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt tôi ạ. Thật xấu hổ cho dòng họ Chép nhà ta. Yên tâm, Ngọc Hoàng sẽ xử cả hai mẹ con bà cùng lão rùa và con tôm hùm bông kia nữa kìa. Rồng tổng quản, người nói đi. Vâng, thưa Ngọc Hoàng, Vũ Long môn này có từ thời sơ khai, trải qua ngàn vạn năm đã hấp thu tinh túy trời biển, có thể nói là một thử thách quyền năng cho kẻ nào đủ can đảm muốn đạt đến sự tôn quý phi thường. Do vậy, không trò gian lận nào có thể giúp các ngươi vượt qua Vũ Long môn đâu. Dạ bẩm, nhưng mà khi con dùng bột đó, con cảm thấy khỏe lên rất nhiều mà. Người nói xem. Thấy con còn lo lắng nên ta chỉ làm thế cho con tự tin vào bản thân mình hơn thôi. Bột ấy chỉ là cát, chẳng tác dụng gì. Con đã thành rồng bằng chính khả năng của mình. Vậy ta chính thức sắc phong cho Chép Còi từ nay thành rồng vàng, lo việc đem mưa tới muôn nơi. Còn các ngươi, sự ghen tị ích kỷ đã che mờ mắt các ngươi. Các ngươi phải rèn luyện thể lực và có mục đích lương thiện mới có thể đạt được cảnh giới này. Có hiểu chưa? Dạ, thần biết lỗi rồi. Thần xin về nhà sửa sai ạ. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngày xưa, các loại cây cối cũng có các vị thần tiên bảo hộ, và thần tiên cũng phải học hành, thi cử để trở thành tiên trưởng thành. Tiên Gạo là một trong số những tiên nhí đang trong giai đoạn đó, nhưng cô lại rất nghịch ngợm và ham chơi. Thôi mà, em mới chơi thua có 10 gián thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Thôi thôi, thế lần này ta tìm cho em trốn nhé. Năm, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ta đi tìm đây. Ai bảo ta có phép làm chi? Tên kia, ngươi dám phá ruộng lúa của nhà ta. Ai? Ta hả? Phá lúa nhà cô? Ta không có. Ruộng lúa nhà ta đang chín vàng, chuẩn bị gặt, sao thành ra xanh ngắt rồi? Cô giở trò gì? Mau khai ra. Ta thật ra cô là con gái nhà ai? Sao lại phá ruộng lúa của mẹ con ta? Cô biết chúng ta phải khó nhọc làm lụng thế nào không hả? Đương nhiên là ta biết. Ta đây là Tiên Gạo, chuyên bảo hộ. Tiên Gạo này, tiên phá phách thì có. Cô! Chứ gì nữa, tiên thì phải vừa đẹp, vừa dịu dàng như cô Tấm, và phải giúp đỡ mọi người nữa chứ. Có đâu mà lấy phép bắt nạt người như cô. Cô dám cốc đầu ta, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Thế nào, ta đã biến đám mạ thành thóc hết rồi. Mẹ ơi, có bọn quỷ lấy hết lúa nhà mình rồi. Dám cốc đầu ta hả? Ai lại dám cốc ta nữa thế? Sư phụ, sao sư phụ đánh con? Còn đó, học hành thì chưa xong,
giờ lại có thói bắt nạt con người. Sư phụ, con ta dám xúc phạm con. Còn hết chuyện nghịch ngợm rồi phải không? Dám làm phép lung tung, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay còn bị cấm túc, ngồi trong hạt gạo này, hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Có ai đâu. Vừa mới đây mà. Một con bé với một con mèo, bốn tay lố biến mất. Chắc là sáng sớm ra đồng con vẫn đang buồn ngủ chứ gì. Thôi, con đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi làm với mẹ. Con thật là, ta bảo con thiền định suy nghĩ về việc mình đã làm mà con lại ngủ làm sao? Con xin lỗi sư phụ, tại hôm qua con thức khuya học bài. Vậy sao? Vậy nói cho ta biết, muốn giúp đỡ con người thì phải qua các bước nào? Dạ, giúp người thì là... Thưa sư phụ, giúp người trước hết phải thử thách sự nhân từ, rồi thử thách sự kiên nhẫn, và cuối cùng là thử thách ý chí của người đó, sau cùng mới là ban phước lành. Con luyện phép. Được, vậy con làm phép ngay cho ta. Hôm nay về nhà chép phạt 5 cuộn giấy, đọc hết một chương sách về thưởng phạt nhân sinh. Lần sau tóm tắt cho ta nghe. Làm gì mạnh hơn tí xíu đi. Phép này làm sao thành tiên được. Nói gì tới việc thi tiên trưởng thành. Hay là thi làm tiểu đồng đi. Đúng rồi đúng rồi, tiên gạo làm tiểu đồng gạo đi. Nói nữa ta sẽ hút các người vào đây. Ta cũng đâu cố ý ngủ gật đâu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ ở trong lớp là ta buồn ngủ à. Còn ra khỏi lớp là mắt ta lại mở thao láo nè. Ui da. Ui da. Ông ơi, ông bị làm sao thế? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Ông ta thật khốn khổ. Sư phụ nói giúp người thế nào nhỉ? Hay à, ta không thể nhớ sư phụ dạy cái gì nữa. Ta phải giúp ông ta trước. Đây, ông mau ăn đi. Sao ông lại ra nông nổi này? Cô bé tốt bụng ơi, ta sống nghèo khổ, đến nhà cửa cũng không có, đành phải đi ăn xin kiếm bữa qua ngày. 2 ngày nay không xin được gì, đành phải chịu đói. May mà có cô cứu tôi. Thật là đáng thương. Sao ông không cất nhà rồi để dành tiền mà mua ruộng đất canh tác? Đâu có dễ như vậy. Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cô bé xinh xắn tốt bụng ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn hay vài hào lẻ thôi cũng được. Đây là thóc thần. Ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Đây, ông hãy cầm lấy. Quả là thần tiên pháp lực phi phàm, lại còn tốt bụng thiện lương. Xin cảm tạ. Ông không cần làm vậy đâu. Giúp người hoạn nạn là nhiệm vụ của ta mà. Ta phải đi đây.
Thật là ta đóng giả hay đến mức thần tiên cũng bị lừa luôn. Mẹ ơi, gạo nhà mình sắp hết rồi, còn lúa thì lại mất mùa, phải làm sao đây hả mẹ? Con đừng quá lo lắng, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách, còn có mẹ đây mà. Mẹ ơi, xem kìa, ông ấy bị ốm thì phải. Này, bác có làm sao không? Tôi đói, đói quá, đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Đây, bác hãy ăn tạm một chút cơm nắm lót dạ đi. Đây, bác uống thêm chút nước nữa. Trời nắng quá mà bác đang ốm thế này, hay là để mẹ con tôi dìu về nhà nhé. Chà, phiền hai mẹ con quá. Tôi ăn rồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Không sao đâu bác, bác sống ở đâu? Bác ơi, nước thì cháu hết rồi, nhưng cháu còn mấy nắm cơm đây, bác hãy cầm lấy ăn đỡ đi ạ. Xin đa tạ hai mẹ con tốt bụng, đa tạ hai mẹ con. Bác đừng làm vậy, thôi cháu với mẹ phải về đây. Một, hai, ba, bốn, nắm cơm. Ăn về thì được 1 tuần luôn. Thốc thần, liệu có đáng tin không nhỉ? Ta thử về gieo xem sao. Trời ơi, chép phạt dài quá. Sư phụ ơi, con gãy tay mất. Mèo con à, sáng nay em thấy ta giúp gã kia trông có oai không? Xem ta làm có giống trong sách không? Hey, đọc sách buồn ngủ quá. Thôi, ta đi ngủ luôn cho xong, để mai tính tiếp. Đây là thóc hòn, ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Ăn xin mấy năm trời, chỉ để giành được từng này, ta đã tính đi tính lại. Với số thóc thần này, thì ta chỉ trong 1 tuần sẽ có 1 hang đầy thóc. Nhưng ông không được tưới hoặc ngâm nước, chỉ cần chạm nước, thóc này sẽ mất hết phép, trở thành thóc thường mà thôi. Suýt nữa thì ướt hết hạt giống thần rồi. Ê, nếu ta bán thóc thần, thì mọi người cũng sẽ có thóc thần thì sao? Nói ông biết, sắp tới trời sẽ hạn hán nặng lắm, ông hãy đi báo cho mọi người để trữ sẵn lúa mà ăn. Ta sẽ tiếp tục xin ăn và tích trữ thật nhiều thóc gạo, rồi ta sẽ ngâm thóc qua nước trước khi bán. Như vậy thì sẽ chỉ có mình ta có thóc thần. Khi hạn hán đến thì biết đâu đó lại là cơ hội của ta. Một thời gian sau, hạn hán đến đúng như lời tiên gạo đã nói. Thời tiết khô hạn, đất đai nứt nẻ, mọi người đều đã hết thóc gạo dự trữ, ai nấy đều thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Nguy quá, đến nay mà trời vẫn chưa mưa, cây cối không mọc nổi, mà lương thực lại đang cạn dần. Có lẽ năm nay hạn hán to rồi, chúng ta phải tiết kiệm nước và thức ăn, không thì chẳng còn gì. Con bê khéo, coi chừng đổ nha. Con biết rồi mẹ. Đường đến lớp thật đẹp, la 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 la. Ê, con bé sen hại ta bị phạt, ta phải trêu nó mới được. Để yên coi, ta chỉ trêu nó một lát thôi. Con có sao không? Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý, nước đổ hết rồi. Thôi, lỡ rồi con.
Đi đứng phải cẩn thận chứ, sao lại chạy nhanh quá vậy? Con xin lỗi. Tự nhiên con bị thổi bay lên trời. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Sen, cháu lấy nước nhà bác mà dùng, mau nấu cho mẹ ít cháo đi. Dạ cảm ơn bác. Ta đâu có ngờ, ta đã làm người tốt rồi. Tôi chết rồi, ta trễ học rồi, mau đi. Giúp đỡ con người là quan trọng, nhưng thử thách con người cũng quan trọng không kém. Phải để con người biểu hiện rằng họ có tấm lòng xứng đáng với sự giúp đỡ từ chúng ta, rằng chúng ta đã giúp đúng người. Các con nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học? Dạ sư phụ. Chúng con chào sư phụ. Con là một học trò thông minh, ta đã kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng con đã làm ta thực sự thất vọng. Sư phụ, con... Ta biết con không cố ý, nhưng sự thật là con chưa để tâm đến tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta có phép thuật là để bảo vệ cây cối, là để cứu giúp con người, chứ không phải để khoe khoang hay biểu diễn thì thô. Con có hiểu không? Dạ sư phụ, con xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không làm thầy buồn nữa đâu. Thôi được rồi, con về đi. Thưa sư phụ, con cho con hỏi một điều này. Lúc nãy sư phụ nói phải thử thách con người trước khi giúp, vậy thầy cho con ví dụ được không? Con ngồi xuống, kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. Dạ, để con kể sư phụ nghe. Bơ người ta, cứu tôi. Cháu đỡ được bà rồi. Bà có bị thương ở đâu không bà? Đói quá, tôi đói quá. Bà chờ cháu chút xíu nha bà. Bà ơi, bà ăn đã nấm nướng đi ạ. Còn măng sắp chín rồi. Cảm ơn cháu. Không có cháu chắc ta sẽ chết đói trong rừng mất rồi. Không có gì đâu bà. Mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người gặp nạn. May mà cháu mới hái được ít măng và nấm. Vậy cháu nướng măng và nấm hết cho bà thế này thì cháu còn gì để ăn? Cháu, bà đừng lo. Bà cứ ăn no đi rồi cháu đỡ bà xuống núi. Lát nữa cháu đi kiếm thêm một ít rau rừng nữa cũng được. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không ăn nhiều. Cháu thật tốt quá. Ta không biết lấy gì để trả ơn cháu. Bà khỏe lại là cháu vui rồi. Bà đừng... Ủa? Bà ơi bà! Bà đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Trời! Thóc nhiều thế này, lại toàn là thóc tốt. Sao lại? Có thể là vật phòng thân của bà lão. Ta đem về cất để gặp bà rồi trả lại. Sư phụ, liệu cô bé đó có biết lấy gạo đó mà ăn không ạ? Rồi con sẽ biết. Con về rồi đó à? Dạ mẹ. Mẹ ơi, con lên rừng hái được một ít rau nè. Lát nữa con nấu cho mẹ ăn đỡ nha. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Cũng mệt, nhưng mà đỡ rồi con à. Con đừng lo cho mẹ.
Con mau ăn uống chút gì đi, sáng giờ chỉ lo cho mẹ. Mẹ con Cái Sen có nhà không? Con chào bác ạ. Bác sang chơi ạ? Nhà có ít cháo với củ khoai, đem chia cho nhà chị một ít đó mà. Bác tốt quá, mẹ con cháu xin cảm ơn bác. Nghe nói bác đã hết gạo từ hôm qua, sao không để ở nhà mà dùng, lại cho mẹ con tôi thế này? Nhà chị đừng lo, tôi đang đi làm ở nhà gã tị, tiền công trả bằng nấu gạo nên chúng tôi cũng cầm cự được. Thật sao bác? Ông tị ấy có bán gạo không? Nhà còn chút tiền may ra 5 đồng một cân. Trời, sao mắc quá vậy? Ai mà mua nổi? Ta đã già từng tuổi này, mới thấy hạn hán ghê gớm như lần này. May ra được thần tiên cứu giúp thì chúng ta mới thoát. Bác ơi, cháu có thể đến làm cùng bác được không? Hay để mai mẹ bớt bệnh rồi đi làm, con đi một mình sao được? Không được đâu, thầy Lan nói bệnh của mẹ phải vài ngày nữa mới khỏi, mà tiền thì không còn nhiều. Mẹ cứ để con đi coi sao, con làm việc gì cũng được. Thôi cũng được chị à, cứ để con bé đi xem có việc gì cho nó không. Đi cùng với tôi sẽ xem chừng và giúp đỡ cháu nó. Dân, thì mẹ con tôi nhờ bác vậy. Mình sẽ đi làm và lãnh gạo về cho mẹ. Vậy thì cái ống này cất đi để trả cho bà lão. Mẹ đã dạy mình không được lấy cái không phải của mình mà. Từ từ thôi, khéo đứt rễ mất. Xong, thêm một cái cây nữa được an toàn. Em cười cái gì? Ta có trách nhiệm bảo vệ cây cối các loại giữa cơn hạn hán này, cứu được cây nào hay cây đó, chứ đâu riêng gì cây lúa. Ta thấy thật tự hào, hôm nay ta đã nhờ gã ăn xin đi báo tin hạn hán cho mọi người, thế là không có ai chết đói. Còn giờ ta chỉ việc cứu các cây non thôi. Nè nè, mọi người có biết không, gã tị ấy trước chỉ là ăn xin thôi, không biết tích trữ ở đâu được lắm gạo bán với giá cắt cổ nên mới giàu vậy đó. Chưa đâu, giá mỗi ngày một tăng nữa, nhờ vậy mà hắn á tậu được biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa trong vòng có 1 tháng à. Sao đang lúc thiên tai mà không thương xót giúp đỡ đồng bào lại ra giá trên trời như vậy? Năm nay hạn hán quá nặng, không biết chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sao lại có kẻ đầu cơ trục lợi trên nỗi khổ của người khác như vậy được? Chúng ta mau theo họ xem. Bán cho tôi 1 cân. Tội trước, tôi mua 1 cân. Xếp hàng vào, không chen lấn. Giá mới hôm nay là 8 đồng một cân. Nè nè, cũng mua vừa bán thôi, ai muốn mua thì mua, tôi đâu có bắt buộc. Ê, làm ăn trên nỗi khổ của người ta như vậy đó. Hình như đây là gã ăn xin ta cứu lúc trước đây mà. Mấy người đến gặt lúa phải không? Dạ đúng rồi. Đi gặt lúa mà sao đem theo con nít vậy? Hả? Ông không nhớ cháu sao? Lúc trước cháu và mẹ từng cho ông cơm nắm lúc ông bị xỉu đó. Con bé này, ai mà biết mày? Đừng thấy sang bắt hoàng làm họ nha. Nếu đến đây để ăn dạ thì mau xéo đi kẻo tao báo quan đó. Thưa ông, cháu nó còn nhỏ, xin ông tha cho. Xin ông xem có việc gì cho con bé làm với. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó lại đang bệnh. Nói thế còn tạm nghe được, nhưng ở đây đủ người cả rồi, chỉ có công việc cắt lúa thôi. Thưa ông, việc đó so với sức con bé thì nặng quá. Làm thì làm, không thì về, đừng lôi thôi. Nên nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ công việc này mà không được đó. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Ta quả đã làm khi giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Ai? Ai vừa cóc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Các ngươi im hết cho ta. Ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Dạ, không có. Chúng tôi đi gặp lúa đây ạ. Dạ. Con nhỏ kia, chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi, bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nó giúp nó, sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta, mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy. Cái thứ gì bất nhân quá vậy? Con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó. Lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn. Hắn ỷ có thóc thần, rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con dạ, là con nói cho hắn biết, là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã làm. Con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp lầm kẻ xấu. Nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, không! Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Sư phụ, con biết lỗi rồi. Đừng bỏ con mà sư phụ ơi. Con đừng có buồn nữa. Mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tị rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm. Tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu. Miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào mẹ thấy khỏe hẳn ra. Mà tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô, đến đó làm gì? Tôi đã cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi. Tôi còn định tìm bà ấy để trả. Ai mà biết, do tiểu quỷ như cô quá phép cho. Đúng vậy. Là tôi hại cô. Tôi đã giúp đỡ sai người. Tôi sẽ không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi thôi đừng khóc nữa. Nín đi.
còn bị lấy hết phép. Giờ bạn tính sao? Sư phụ nói trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành, đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây? Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Liệu người ta có tin con nít như mình không? Ừ, tôi sẽ thuyết phục mẹ và bác hàng xóm. Nếu họ tin thì mọi người cũng sẽ tin thôi. Giờ ta phải thử mọi cách chứ biết sao. Bạn không cần đi làm nữa, cứ lấy ống thóc của tôi mà dùng, hết nó lại đầy, bạn không cần lo đâu. Hôm sau, Sen đem chuyện của tiên gạo nói với mẹ. Hai cô bé cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ và bác hàng xóm tin là sắp có lũ lụt lớn. Làng mình đã đi hết chưa? Còn có ai nữa không? Còn tên Tị, hắn một mực đem theo tất cả của cải nên đến giờ vẫn chưa đi. Xin bạn hãy chăm sóc cho con mèo của tôi, nếu gặp nhau thì tôi sẽ nhận lại. Chúng ta mau đi thôi, bạn ấy sẽ theo kịp thôi. Ngươi thì biết gì, trời còn nắng chang chang thế này, khi nào mới lụt được? Ta không thể bỏ lại của cải được, ta không muốn nghèo như trước nữa. Ông thật là tham lam, sao ta lại giúp ông kia chứ? Mẹ ơi, không biết tiên gạo có sao không? Trời bắt đầu mưa rồi mà bạn ấy vẫn chưa đến ngay nữa. Bạn ấy phải cứu ông Tị nữa, chắc là đang lên núi rồi. Làm thế nào đây? Đường lên núi còn xa quá. Ta đã nói với ông là bỏ bớt những thứ không cần thiết rồi mà. Nhưng món nào ta cũng cần cả. Nước lụt đến bây giờ thì ông cũng mất cả thôi. Tụi, không biết con bé đâu rồi, có cứu được giả tỷ đó không? May quá, nước lũ rút rồi. Bạn đây rồi, bạn có sao không? Tôi không sao, cảm ơn bạn đã chăm sóc con mèo của tôi nhé. Mọi người vẫn ổn chứ? Nhà có ống tre thần của bạn mà mọi người có đủ lương thực qua cơn lũ. Cảm ơn cháu đã giúp mọi người. Dạ, cháu thấy thật vui khi giúp được mọi người, dù là từ nay cháu không còn phép nữa. Trời ơi, của cái của ta, thóc thần của ta, mất hết rồi. Nước cuốn đi hết rồi. Đáng đời lắm luôn á. Tham lam phải vậy mới được. Đáng đời dữ lắm. Ông ơi, ông đừng tiếc nữa. Hãy lấy ít thóc của cháu mà trồng trọt. Hay là từ nay tiên gạo hãy ở cùng với Sen, ông Tị hãy ở lại làng. Mọi hiểu lầm bỏ qua, mọi người cùng sống với nhau vui vẻ. Tôi thật sự xấu hổ vì trước đây đã đối đãi không tốt với mọi người. Ông biết hối lỗi là tốt rồi. Từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là được mà. Sư phụ,
phụ, sư phụ. Tiên gạo học trò của ta, con đã hoàn thành thử thách của ta. Thật sao sư phụ? Đa tạ sư phụ. Lần này con đã hiểu ra được nhiều điều, con sẽ không làm điều dại dột để người buồn nữa đâu. Ta mừng là con đã hiểu. Kỳ này con có thể thi tiên trưởng thành được rồi đó. Thật hả sư phụ? Cảm ơn bạn. Nhờ bạn và mọi người đã giúp tôi trở lại thành tiên. Tôi cũng mừng cho bạn. Đây, xin trả lại bạn vật phép này. Vì giờ đây chúng tôi đã có đủ thóc gạo và lương thực để gây dựng lại. Nhưng vậy mà chúng ta còn có thể gặp nhau không? Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Tôi sẽ đến thăm mọi người lúc rảnh rỗi. Từ đó, Sen và mẹ sống hạnh phúc, no đủ cùng nhau trong sự đầm ấm, đùm bọc của làng xóm. Thóc của tiên gạo cho họ được phân phát khắp nơi. Tuy đã hết phép thần, nhưng thóc ấy vẫn được mọi người yêu thích gieo trồng. Con gã nhà giàu keo kiệt, vì quá xấu hổ với mọi người nên đã bỏ đi làm ăn thật xa. Về phần tiên gạo, nàng đã vượt qua được thử thách và đương nhiên là thi đậu làm tiên trưởng thành. Nàng tiên gạo tiếp tục dõi theo và giúp những người lao động chăm chỉ có đủ gạo thóc, sống no ấm, hạnh phúc.